Chỉ nhìn thấy chàng trai vẫy tay một cái, đao kiếm của mọi người liền bị một lực cực mạnh hút đi, tụ lại với nhau trong giây lát. Lúc này khí tức của chàng trai đột ngột tăng cao, tất cả đao kiếm bị lực tác động bay ra ngoài, mấy chục hắc y nhân đều đồng thời ngã xuống đất. Người đàn ông này vừa lấy ra con dao sau lưng liền bị nội lực cường đại của chàng trai hút lại. Chàng trai nhẹ nhàng vặn một cái, người đàn ông đã hết sức chống trả đi ăn cơm trời. Chàng trai trẻ tại sao lại lợi hại như vậy? Thì ra chàng trai trẻ là người trấn thủ biên cương phía Bắc thần chủ Phương Nguyên. Anh ấy từng dùng một cây ma thần kiếm trấn thủ biên cương nghìn năm. Chính vừa lúc nãy vô tình gặp được tứ thần hoàng đao Bất Si Tuyết cầu mị ma đi đến để hủy đại hạ. Muốn cướp đi ma thần kiếm của Long Mạch Hoàng gia, ý đồ hủy diệt Long Mạch. Hỗ dược. Kiếm đến. Một nắm sắt vụn cũng dám đây bỉ thí. Kiếm này đủ rồi. Tốc Lôi Hạo lệnh lấy kiếm này thành thân, bá. Có thể chết dưới kiếm của bổn thần cũng đủ cho các người ngẩn cao đầu dưới Diêm Vương. Đúng lúc chàng trai trẻ nghĩ mình có thể quay về biên cương về nhà gặp vợ của mình. Thuộc hạ lại nói vợ của anh ấy lúc này đang bị người khác xâm hại. Sơn chủ, lúc nãy có tin tức truyền đến từ nhà ngài. Dựa vào thằng con trai bà cũng dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây. Gả gả chỉ cần ông có thể tha cho mẹ tôi. Đáng tiếc rồi, ông đây không cần. Mẹ mẹ, Châu Nguyên Đông xúc sinh nhà ông chồng tôi sẽ không tha cho ông đâu. Thằng chồng đó của cô chính là tội phạm giết người, hắn nói không chừng đã sớm chết trên chiếc trường rồi. Hôn yến ngày mai đến trễ một phút, tôi không tha cho mấy người. Ha ha ha. Châu Nguyên Đông của Châu ra giết người của ta, ăn hiếp vợ của ta, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Truyền lệnh của ta, truyền 500 vạn quân Bắc Thiết quân lập tức theo ta về kinh thành. Ấy vậy mà thuộc hạ sợ hãi mày nhắc nhở, một khi Thiết quân rời đi 6 nước láng giềng sẽ lập tức tấn công. Chàng trai trẻ nghĩ bản thân chấn giữ biên cương ngần ấy năm, đại hạ từng cho người bảo vệ gia đình của hắn. Người nhà đã mất rồi còn đại hạ gì chứ? Phương Nguyên ta bảo vệ biên cương suốt ngần ấy năm, một người một kiếm bảo vệ đại sơn long mạch của đại hạ, nhưng thứ ta đổi lại là nhà mất người vong, vợ bị người khác bắt nạt. Ngươi nói cho ta biết ta chấn giữ biên cương này có tác dụng gì? Không cần nói nhiều. Lập tức quay về kinh thành, những người nào dám ngăn cản Phương Nguyên ta giết không tha. Trong một khắc tất cả Bắc Thiết quân trời khỏi Bắc vực đi thẳng đến Thượng Kinh. Đây là lệnh gặp lệnh như gặp quốc chủ, người đến dừng chân. Phương Nguyên ngài điên rồi à, ngài thân là Bắc Vương chủ lại dám bỏ mặc biên giới điều 5 vạn quân về kinh. Ngài đây là muốn tạo phản à? Tạo phản? Phương Nguyên tự hỏi mình, chiến đấu vì đại hạ 5 năm có từng có lỗi với quốc gia bách tính chưa? Nhưng thứ ta đổi lại là gì? Là vợ bị bắt nạt, là mẹ bị giết, là nhà nát người vong. 7 ngày ngài cho tôi thêm 7 ngày, tôi nhất định sẽ bẩm báo với quốc chủ không cho hắn tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Đại thù đại hận tôi một khắc cũng không đợi được. Hôm nay tôi đứng trước lá cờ mãng tước hương long kỳ mà tiên đế ban tặng. Châu gia giết người thân ta, nhục thê tử ta, thù này không báo không đáng làm người, không đáng làm con. Vào thành. Nhìn thấy lá cờ mãng tước hương long kỳ này, ông ta ý thức được rằng cho dù là hoàng đế đến cũng không ngăn cản được. Nhưng ông ta vẫn kiên quyết khuyên chàng trai đừng bạo lộ thân phận để tránh loạn cả thành. Vậy tôi cho ông thêm 7 ngày, 7 ngày sau bất kể như thế nào Bắc Thiết đại quân ắt sẽ vào thành, khiến Châu gia tan thành mây khói. Chúng binh sĩ đóng quân. Vâng. Kỳ Liên, ngươi đóng quân ở đây, người nào dám tự ý đột nhập vào quân doanh giết không tha. Vâng. Chu Tước, tùy lúc đợi mệnh lệnh của ta, tùy lúc triệu hoán. Vân Nhu, ta về rồi, em đợi anh. Mà vào lúc này thê tử của chàng trai đang bị ép gả. Đừng nhìn nữa, thằng nhóc đó sớm đã chết ở biên cương rồi. Kiếm đến. Chàng trai vừa hô kiếm đến, ma thần kiếm đã bị phong ấn ngàn năm đột nhiên đại nộ. Trong lúc mọi người đang cho rằng không thể nào, vậy mà ma thần kiếm vậy mà lại khuất phục bay đến bên tay chàng trai trẻ. Vào lúc này người vợ mới biết người chồng mình khó khăn chờ đợi suốt 5 năm không những bình an vô sự mà còn trở thành Bắc Thành thần chủ tiếng tăm lừng lẫy ở phía Bắc. Hôm nay mục đích của chàng trai rất đơn giản, bất cứ ai chọc đến vợ hắn đều phải chết.
Châu gia Châu Nguyên Đông tự mình tìm chết. Lên cho tao. Phế vật toàn bộ đều là phế vật, lấy dao lên cho tao, mau lên. Chĩa dao vào Bắc Thành Thần Vương là tội Chu Di cửu tộc đó. Cái tội này các người gánh nổi không? Phương Nguyên, ngươi chẳng qua chỉ là một tên phế vật mất đi tất cả mà thôi, cũng dám nói bản thân là Bắc Thành Thần Vương à? Mấy đứa mất não này mới tin ông đây, còn lâu mới tin. Cầm đao lên hết cho tao, nếu không tao giết hết toàn nhà các người giống như hắn vậy. Lên cho tao. Phương Nguyên cẩn thận. Bá. Tôi không nhìn lầm chứ, hắn vậy mà lấy hết kiếm của mọi người còn làm vỡ nó. Chĩa dao vào Bắc Thành Thần Vương chủ ở đại hạ nên diệt. Thằng chó, để ông đây đưa mày xuống địa ngục. Xong xong rồi. Thằng nhóc, vậy mà mày dám giết Châu Thiếu, Châu Nguyên Đồng đáng chết. Bổn thân chủ chẳng qua là vì dân diệt hại mà thôi. Không chỉ là Châu Nguyên chủ, những người giết hại mẹ ta, xâm hại vợ ta, ta tính toàn từng người. Phương Nguyên, anh mau chạy đi, quyền lực của Châu gia ở kinh đô là một tay che trời đổi trắng thay đen. Nếu gia chủ Châu gia biết anh giết con trai hắn, hắn sẽ không tha cho anh đâu. Yên tâm đi Vân Nhu, lần này anh về chính là để tìm những người hại anh lúc đầu để báo thù. Hôm nay chính là ngày trùng sinh của Phương gia, đợi chúng ta tế bái xong cho bố mẹ, anh sẽ đích thân đi tìm họ báo thù. Từ ngày anh tòng quân vào 5 năm trước, chúng em ở kinh thành chịu đủ các loại khổ chèn ép áp bức, bọn họ không những vứt bài vị của bố mẹ ra khỏi từ đường, còn muốn loại bỏ di mạch chúng ta khỏi dòng dõi Phương gia. Em nói cái gì? Cô ta nói không sai. Phương Nguyên, ngươi vô dụng không có tiền đồ, làm ảnh hưởng đến danh tiếng Phương gia, lẽ nào không nên đuổi ngươi khỏi Phương gia hay sao? Lúc trước ngươi tàn hại nông phu, đẩy danh tiếng của Phương gia ta xuống đáy xã hội. Bây giờ ngươi còn giết hại Châu Thiếu, đắc tội Châu gia, nếu còn không đuổi cậu khỏi Phương gia chẳng khác nào hại Phương gia diệt tộc. Hay cho kế đổi trắng thay đen, Phương gia các người có phải là quên rồi không? Nếu không có Phương Nguyên tôi, huy hoàng trước nay của Phương gia các người từ đâu mà đến? Còn mấy người lấy đâu ra cái gan dám đuổi Bắc Thần Thần Vương khỏi tộc phủ? Nếu các vị gia chủ đều có ở đây, tôi vừa hay có một chuyện muốn tuyên bố. Mở phổ. Đích tử Phương gia Phương Nguyên tàn hại đồng loại, coi thường vương pháp, tội không thể tha. Nay trừ tên Phương gia Phương Nguyên ra khỏi tộc phổ, lập Phương gia Phương Thành Châu thành đích tử. Đa tạ lão thái gia ban ân. Không phân thị phị, nghe người khác đổi trắng thay đen, cái đồ đức không xứng vị uổng công bà sống đến từng tuổi này. To gan dám nói chuyện như vậy với lão thái quân. Bây giờ tôi liền lấy linh vị của bố mẹ anh vứt khỏi từ đường, tránh để làm dơ mắt của các vị tổ tiên. Một đám sói vong ơn bạc nghĩa, không những dám trừ tên ra khỏi tộc phủ, còn dám đụng vào linh vị bố mẹ ta. Ta phải mệnh lệnh 5 vạn Bắc Thiết quân diệt toàn bộ Phương gia các người. Bắc Thiết thần quân ở đây ra cho anh mệnh lệnh chứ, thật sự tưởng mình là Bắc Thành Thần Vương à? Bây giờ không những vứt linh vị của bố mẹ anh khỏi từ đường mà còn giết anh, để anh xuống dưới cùng bọn họ. Không biết tôn ti không kính trưởng bối. Phương Nguyên buông tôi ra. Cái tát này đánh ngươi bất kính với bố mẹ ta. Cái tát này đánh ngươi bắt nạt thế tử ta. Cái tát này là thay liệt tổ liệt tông của Phương gia dạy dỗ người con bất hiếu. Phương Nguyên, bỏ con ta ra, nếu không ta sẽ nói với thượng thư Chu Tước. Đến lúc đó vạn dặm kinh thành chắc chắn không có chỗ ngươi chôn thân. Muốn dùng Chu Tước đến ép ta, ông cũng không hỏi thử xem hắn có cái gan đó không. Phế một chân coi như là cái giá cho sự uy hiếp ta. Ngươi không phải muốn nhìn thấy chiến tích của ta sao? Được vậy, ta sẽ cho đám chó đám mèo như các người mở rộng tầm mắt, xem hào quang mà Phương gia có rốt cuộc là ai cho mấy người. Linh thần phá. Ma thần kiếm. Đây không phải long mạch của Bắc Thành thần chủ sao? Sao lại ở đây? Bây giờ ta triệu tập long mạch Bắc Biên ở đây, mấy người có phải đang muốn nói ma thần kiếm này cũng là giả không? Mấy người lo lắng cái gì, lúc nãy không phải một mực nói Phương Nguyên ta giả mạo Bắc Thành Thần Vương chủ sao? Bây giờ còn muốn nói gì nữa không? Ăn nói sằng bậy, Bắc Thành Thần quân chủ lừng lẫy một phương, lập được vô số công lao, càng là trên vạn người dưới một người. Mà ma thần kiếm này lại là thanh kiếm được ban đại diện cho hiệp ước ngừng chiến. Hôm nay ma thần kiếm này mới được ban mà thằng nhóc nhà ngươi lại nói thần kiếm này là vì ngươi mà đến. Ăn nói khùng điên,
Lợi hại lắm, xem ra miệng Phương Thành Châu ngươi cứng hơn cái chân của ngươi nhiều. Phương Nguyên, ngươi mạo danh thần chủ cướp chiến công của tôi còn giết hại người của tộc Phương gia. Hôm nay tôi liền mượn uy phong của ma thần kiếm diệt trừ tên ăn hại như ngươi. Còn ngơ ra đó làm gì, còn không mau lên giúp Phương thiếu. Một đám người phàm cũng dám mượn ma thần kiếm, phải xem mấy người có xứng hay không. Kiếm đến. Mấy người thân là tử tôn Phương gia dám ỷ mạnh hiếp yếu, đại nghịch bất đạo. Phương Nguyên, ta hôm nay sẽ thay trời hành đạo, thay tổ tiên diệt trừ đám tử tôn bất hiếu như các người. Hôm nay tộc phổ Phương gia xếp lại từ đầu. Từ ngày hôm nay các người bị trừ tên khỏi Phương gia. Phương gia chỉ có tuyến của Phương Nguyên ta. Mấy người mới là người ngoài. Uy phong lớn thật đấy. Toang rồi, Phương Nguyên gia chủ Châu gia đến rồi, có thể ứng phó được không? Em yên tâm, cho dù bọn họ mấy nhà hợp lực vào cũng không làm khó được anh. Đúng là gan to bằng trời, Phương Nguyên đừng tưởng rằng ngươi có được ma thần kiếm liền trở thành Bắc Thành thần chủ. Cho dù Phương gia có mắt như mù dễ lừa, nhưng Châu Việt Nhật tôi không dễ lừa như vậy. Phương Nguyên, bây giờ ngươi dám giết con trai ta, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Một tên súc sinh dám giết chết người nhà của ta, ăn hiếp vợ ta, ta giết hắn đấy thì đã sao? Ta ngược lại muốn xem là cái miệng ngươi cứng hay là cái xương ngươi cứng. Năm đó giết cha tôi còn chưa tìm mấy người tính sổ, nếu hôm nay đã tự mình dâng đến cửa vậy thì tính từng chuyện một đi. Được, ở kinh thành này dám đối đầu với Châu gia ta, trước nay chỉ có mình người. Ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc có cái bản lĩnh đó hay không. Hôm nay ta đứng ở đây này, đừng nói là ông, cho dù là dốc hết sức lực của Châu gia cũng chẳng làm gì được ta. Thằng nhóc đừng tưởng rằng Tòng Quân ở Bắc Biên được mấy năm liền cảm thấy bản thân thiên hạ vô địch. Ta nói cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi đơn giản như giết một con kiến. Ngày hôm nay ngươi phải trả giá cho cái chết của con ta. Trả giá à, hừ, vậy phải xem Châu gia mấy người có cái tư cách đó không. Châu gia không có tư cách thì còn Phương gia, hôm nay ta nhất định phải để ngươi trả giá. Tộc phổ Phương gia lúc nãy đã bị tôi hủy rồi, các người cũng bị đuổi khỏi Phương gia. Mấy người bây giờ có tư cách gì thay mặt cho Phương gia, đúng là nực cười. Hỗ dược, ngươi có tư cách gì mà hủy tộc phổ của Phương gia? Không những ngươi mà còn có bố mẹ ngươi cũng không xứng được thắp nén nhang ở từ đường Phương gia. Người đâu, lấy bài vị hai người thấp hèn đó lại đây cho ta. Ông Phương Thế Châu, hôm nay ngươi hủy đi linh vị của bố mẹ ta, ta nhất định khiến ngươi chết không chỗ chôn. Bài vị của những kẻ thấp hèn bi vi đó không xứng đặt ở từ đường, hôm nay ngươi cũng như thế. Người đâu đánh gãy chân tay của tên súc sinh này, đưa đến Châu gia để Châu gia chủ xử lý. Ngoài ra mang linh vị của hai kẻ thấp hèn này vứt xuống sông cho ta. Ta phải khiến bọn họ vạn kiếp không được luân hồi. Phương gia sỉ nhục bố mẹ ta, Châu gia ăn hiếp vợ ta, còn có những danh môn quyền quý có mặt ở đây, không phân phải trái hiếp người quá đáng. Mấy người đều đáng chết. Phương Nguyên, ngươi muốn làm gì, bỏ tay ra. Ta tiễn ông xuống dưới hoàng tuyền xin lỗi bố mẹ ta. Phương Nguyên, bỏ tay ra khỏi bố tao, nếu không tao giết cô ta. Phương Nguyên đừng nghe hắn, mau giết Phương gia chủ, đây là cơ hội thoát thân duy nhất của anh rồi. Anh mau. Thành cho người. Tao kêu mày bỏ bố tao ra mày không nghe à, có tin bây giờ ta giết chết cô ta. Được, ta bỏ ra. Ngươi đừng làm hại đến Vân Nhu. Từ lúc tao kêu mày thả người, tao chưa từng có ý định thả cô ta. Tao. Chu Tước đại nhân đến. Hôm nay tôi xem mấy người ai dám động anh ấy. Đáng chết, Chu Tước sao cũng đến rồi. Không được, không thể làm hỏng kế hoạch của vị đại nhân đó, nếu không tính mạng mình e cũng nguy. Chu Tước chiến thần, sao ngài lại đến rồi? Nếu tôi không đến sao tôi có thể thấy anh thân là thành viên của Thiên Long Điện dùng để động phu nhân của vị tiên sinh này. Tiên sinh. Chu Tước chiến thần, hắn chỉ là phế vật bị Phương gia tôi trừ tên khỏi tộc phổ mà thôi, còn là người vong ơn phụ nghĩa, ngài cần gì phải. Từ lúc nào tôi làm việc đến lượt mấy người các người ở ngoài hoa tay múa chân vậy? Bái kiến.
mấy người nhớ kỹ cho ta. Không giết các người là nể mặt huyết mạch của Phương gia. Nhưng nếu để cho ta biết chuyện năm đó của bố ta có liên quan đến các người, ta tuyệt đối sẽ không tha cho các người. Cậu hôm nay uy phong lớn thật đó, trước là giết chết Phong Thiếu, sau lại còn đại náo với người của Phương gia, chém rách tổ phổ của Phương gia. Bây giờ Lâm gia chúng tôi triệt để kết thù với Phương Châu, hai nhà này rồi, đây đều là nhờ cậu ban cho đấy. Mẹ anh ấy chỉ là báo thù cho bố mẹ đã mất của anh ấy mà thôi, tất cả những chuyện phát sinh ngày hôm nay không phải chủ ý của anh ấy. Con im miệng, bây giờ con còn bênh thằng nhóc này. Cậu mới đến Kinh Đô mấy ngày chứ đã đắc tội hết cả hai đại gia tộc Phương Châu hai nhà này. Tôi thấy cậu rõ ràng là không muốn Lâm gia chúng tôi sống tốt. Tôi đến Kinh Thành chính là để tìm những người hãm hại tôi báo thù, bà yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây sẽ không có ai động được đến Lâm gia. Cậu còn cứng miệng à, cậu có cái gì chứ? Cậu chẳng qua chỉ là một binh lính ở biên giới phía Bắc. May mắn cho cậu mượn ma thần kiếm, cậu liền tưởng mình thật sự là vị thần chủ Bắc Thành thần đó à? Tôi thấy cái miếu nhỏ Lâm gia chúng tôi chứa không nổi lão Phật gia như cậu, mau cút cút nhanh cho tôi. Mẹ Phương Nguyên đắc tội Phương Nguyên hai nhà này, bọn họ bây giờ như hổ nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên, anh ấy đã không còn đường đi nữa rồi. Con còn nói giúp cậu ta, có tin mẹ đuổi cả con khỏi Lâm gia luôn không? Nhưng mà... Vân Nhu đừng nói nữa, anh không sao, em ở Lâm gia nghỉ ngơi cho tốt. Nếu có người bắt nạt em thì cứ lập tức liên lạc với anh. Nói đi, chuyện gì? Bẩm thân chủ, chuyện năm đó có manh mối rồi. Mau nói người năm đó hại bố ta rốt cuộc là ai? Thuộc hạ điều tra được là tứ đại gia tộc và mấy hào môn thế gia hợp lực, chính là vì để dễ khống chế Phương gia hơn nữa. Thì ra là bọn họ truyền lệnh của ta xuống tập hợp Bắc Thiết quân trong vòng hôm nay, ta muốn tứ đại gia tộc biến mất. Thần chủ vạn lần không được mạnh động, hiện nay thế lực đứng đằng sau bọn họ vẫn chưa tìm ra, nếu hành động lớn quá sẽ đánh cỏ động rắn. Nếu đã như vậy, ngươi lấy danh nghĩa của thần chủ tổ chức một yến hội vào ngày hôm nay, mời toàn bộ tứ đại gia tộc đến. Để ta dễ thanh toán từng người một. Vâng, tôi đi làm ngay bây giờ. Việt Nhật sao trong thảm hại quá vậy? Tham kiến Lưu Đại Nhân. Lúc nãy tôi đi xử lý một chuyện ngoài ý muốn, không biết Lưu Đại Nhân lần này đến Châu gia tôi là vì chuyện gì? Lần này tôi đến là đem đến cho ông một cơ hội có 102. Lưu Đại Nhân mời nói, Việt Nhật rửa tay lắng nghe. Bắc Thành thần chủ đã đến Kinh Thành muốn tổ chức một yến thần tiệc vào ngày mai. Cái gì, cái vị đứng đầu Bắc vực nắm giữ hàng vạn Bắc Thiết quân danh chấn thiên hạ hạo danh Bắc Thành thần vương chủ đó sao? Tôi nghe nói vừa mới bình định Bắc vực vậy mà nhanh như thế đã quay về Kinh Đô rồi à? Yến hội ngày mai ngoài mặt là muốn chiêu đãi tứ đại gia tộc, nhưng trên thực tế hắn là muốn điều tra hung thủ đứng đằng sau cái chết năm đó của cha hắn. Bắc Thành thần chủ quyền cao chức trọng, võ lực song toàn, ai dám giết bố mẹ của hắn chứ? Không hiểu quy tắc không nên hỏi thì đừng hỏi. Việt Nhật quá lời, xin đại nhân đừng giận. Yến hội lần này ta thay mặt Châu gia các người lấy được một thiệp mời. Yến hội lần này cần một con cừu thế mạng để giết gà dọa khỉ. Ai có thể hoàn thành chuyện này ắt hẳn sẽ nhận được sự tin tưởng của thần chủ. Chuyện này ông chắc sẽ biết nên làm thế nào. Cứ thế mạng vậy thì chỉ có thằng Phương Nguyên đó của Phương gia, chỉ trong mấy ngày đã đánh hai đại gia tộc hoàn toàn không để người khác vào mắt, đúng là một con cừu thế mạnh hoàn hảo nhất. Thuộc hạ hiểu rõ, cảm ơn đại nhân đề bạt. Phương Nguyên, ta ngược lại phải xem lần này ngươi chạy như thế nào. Đều nhờ có Châu huynh chúng tôi mới có thể tham gia yến hội của Bắc Thành thần chủ tổ chức, đúng là cảm kích vô cùng. Đúng vậy, không ngờ rằng nhân mạch của Châu thúc vậy mà lại khủng bố như vậy. Đến thiệp mời yến hội của thần chủ cũng có thể có được. Xem ra thực lực sau này của Châu gia là tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng nha.
Đáng tiếc mặc dù ta có quyền lực hơn trời nhưng vẫn để Phương Nguyên cái thằng nhóc đó chạy mất. Nếu như thằng đó dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta chắc chắn sẽ khiến nó ngũ mã phanh thây. Châu Thúc, Phương Nguyên thằng nhóc đó sao lại dám xuất hiện ở trước mặt ngài chứ? Ai nói ta không dám? Phương Nguyên, ngươi hủy đi phổ tộc của Phương gia, giết hại con trai ta, vậy mà còn có gan dám đến đây. Tôi tại sao lại không dám? Lẽ nào yến hội này không phải vì tôi mà tổ chức hay sao? Tổ chức vì anh biết những vị ngồi đây đều là ai không? Đều là người có quyền có tiền ở kinh thành, mà anh chỉ là tên phế vật bị Phương gia trừ tên mà thôi, biết chưa? Ta có thể đứng ở đây không phải dựa vào Phương Nguyên mà là dựa vào bản lĩnh của bản thân Phương Nguyên tôi. Bản lĩnh ngươi có thể có bản lĩnh gì? Bản lĩnh của người lính à? Cái này thì chúng tôi thật sự không so được với ngươi. Phương Nguyên, ngươi coi thường Vương Pháp giết hại con trai ta, bây giờ còn không biết khiêm tốn mà xuất hiện trước mặt ta, đúng là không đặt thần chủ đại nhân vào mắt. Hôm nay ta phải thay thần chủ đại nhân diệt tên xúc sinh nhà ngươi. Ông là cái thá gì cũng dám thay thần chủ hành sự, ông có cái gan lớn thật. Yến hội hôm nay là ta thay mặt thần chủ đại nhân tổ chức, mời các đại gia tộc đến. Tại sao không thể thay mặt thần chủ đại nhân chứ? Không sai, Châu huynh quyền cao chức trọng, nếu đến ông ấy cũng không thể thay mặt thần chủ, lẽ nào một tên lính quèn như ngươi thay mặt thần chủ sao? Các vị, ta thay mặt thần chủ tổ chức yến hội này không chỉ là vì thể hiện sự uy nghiêm của thần chủ, càng là để điều tra hung thủ năm đó giết hại bố mẹ của thần chủ. Mà cái người sát hại bố mẹ của thần chủ chính là hắn. Phương Nguyên, cái gì thần chủ đại nhân thân vì đại nghĩa cứu giúp vạn dân, vậy mà lại có người muốn hại bố mẹ của ngài ấy? Nghe nói người này 5 năm trước vì thăng chức mà giết bố mẹ của chính mình, còn giết hại bố mẹ của thần chủ đại nhân, tất cả chủ yếu đều vì mục đích này. Cái đồ ác độc không có lương tâm, chỉ vì muốn thăng tiến mà giết chết bố mẹ của thần chủ đại nhân, mà tất cả những thứ này vừa hay được con của Châu Thúc nhìn thấy, anh liền giết người diệt khẩu. Còn cướp đoạt ma thần kiếm, Phương Nguyên à, Phương Nguyên, anh thật sự là người ác độc nhất thế gian này. Đúng là lợi hại nha, cái năng lực thay trắng đổi đen dẫn dắt thế sự của mấy người tại hạ đúng là bái phục. Nói như vậy là thừa nhận rồi à? Người ngay thẳng sợ gì lửa? Tôi thừa nhận hay không có còn quan trọng sao? Được. Các vị, người này tâm địa rắn rết, làm việc ác độc cùng cực, hôm nay tôi lấy danh là gia chủ Châu ra thay thần chủ phạt chết người này. Phương gia chúng tôi ủng hộ Châu huynh, để tên nghịch tử này chịu trừng phạt. Nam Minh Lâm gia ủng hộ. Chúng tôi cũng ủng hộ. Giờ đây tất cả các đại gia tộc của kinh thành đã hạ lệnh giết ngươi. Trên thế giới này không còn trốn chung thân của ngươi, ngươi không đi ra nổi yến hội này đâu. Kỳ Liên thần sứ đến. Không ngờ thực lực của Châu gia đã mạnh đến mức này, đến Kỳ Liên đại nhân cũng đích thân đến rồi. Kỳ Liên thần sứ là đệ nhất cao thủ dưới trướng thần chủ đại nhân, cũng là tâm phúc ngài ấy tin tưởng nhất. Đến Chu Tước Chiến Thần cũng thấp hơn một bậc, vậy mà đến cô ấy cũng đến rồi. Kỳ Liên đại nhân, ngài sao lại đến rồi? Mấy người muốn làm gì? Bẩm Kỳ Liên đại nhân, chúng thần phụng mệnh thần chủ đại nhân tổ chức yến hội lần này. Mà cái thằng không có mắt này một mình đột nhập vào đây, ý đồ muốn đảo loạn. Không những như vậy, Kỳ Liên đại nhân, tôi nhận được mật lệnh âm thầm điều tra người sát hại bố mẹ của thần chủ đại nhân. Tôi liền phái con trai tôi điều tra, vừa điều tra được một chút manh mối, người này liền mạo danh thần chủ đại nhân giết chết con trai của tôi. Mưu đồ muốn giết người diệt khẩu đáng thương cho con trai tôi Viễn Đông, là trung thành tuyệt đối với thần chủ. Vậy mà bị tên xúc sinh này hại chết rồi. Kỳ Liên đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi. Tôi giết Châu Viễn Đông đó là vì hắn ức hiếp tôi quá đáng.
cái bản lĩnh vừa mở miệng đã ăn nói hồ đồ của mấy người đúng là vô sĩ cùng cực nha. Kỳ Liên đại nhân, ngài nghe thấy chưa, hắn thừa nhận rồi đó. Cái loại bất trung bất hiếu vô tình bạc nghĩa như vậy được sinh là trên đời này đúng là vô dụng. Chúng thần khẩn cầu Kỳ Liên đại nhân thu hồi ma thần kiếm xử tử người này ngay tại chỗ. Nghe thấy chưa, bây giờ không chỉ tất cả đại gia tộc ở kinh thành muốn giết anh, đến Kỳ Liên đại nhân cũng đến rồi. Vạn Nguyên anh khó thoát thân rồi. Vậy sao? Cái gan chó to thật. Đúng là buồn cười, ta thân là hộ vệ thân cận của thần chủ đại nhân, tấm lòng trung thành trời đất chứng giám, sao lại có thể bảo vệ người khác chứ? Vậy mời Kỳ Liên đại nhân giải thích một chút, một tên vô danh tiểu tốt làm sao có thể có được ma thần kiếm? Bởi vì ngài ấy chính là... Kỳ Liên, tôi làm việc không cần người khác dạy. Bọn họ nói người năm đó giết hại bố mình lại vu oan giá họa cho mình, trước mắt vẫn chưa biết là ai, mình lúc này vẫn chưa thể mạo muội bạo lộ thân phận. Vậy thì xem ra Kỳ Liên đại nhân không còn gì để nói nữa, vậy chính là tôi đoán đúng rồi. Kỳ Liên, ngươi lạm dụng chức quyền khinh thường pháp luật, dung túng hung thủ sát hại bố mẹ của thần quân đại nhân. Ngươi đáng tội gì? Ngươi vì bảo vệ thằng nhóc này muốn giết tất cả những người ở đây, đã cấu thành tội giết người diệt khẩu, ngươi đúng là khổ tâm vì hắn quá đấy. Châu gia gia chủ lợi hại thật đấy, không có chứng cứ đã vu khống người khác như vậy còn đội cho tôi một cái mũ lớn đến như vậy. Có phải muốn thật giả lẫn lộn đến thần quân cũng không đặt vào mắt rồi đúng không? Không dám. Tôi chỉ là muốn thay thần chủ đại nhân loại bỏ một người bất trung ở trong quân đội mà thôi. Người đâu? Mấy người muốn làm gì? Bắt ngươi và thằng nhóc này lại đưa đến trước mặt thần chủ đại nhân định tội. Kỳ Liên đại nhân, đây là vì sao vậy? Ma thần kiếm này là do thần chủ đại nhân ban cho Phương Tiên Sinh, cũng chính là nói Phương Tiên Sinh có thể đại diện có thần chủ đại nhân. Mấy người bất kính với Phương Tiên Sinh là muốn bất kính với thần chủ đại nhân sao? Ma thần kiếm là thần chủ đại nhân ban cho Phương Nguyên à, sao có thể chứ? Mấy người nếu đã biết thân phận của Phương Tiên Sinh mà còn muốn kết án tử hình với ngài ấy, mấy người muốn tạo phản à? Không dám, không dám. Lúc đầu chúng tôi thật sự không biết thân phận của ngài ấy, còn tưởng rằng ma thần kiếm là hắn. Là cái gì, là ngài ấy trộm à? Được thôi, mấy người công khai vu khống Phương Tiên Sinh, nói ngài ấy trộm ma thần kiếm, tội của mấy người càng thêm một bậc. Phương Tiên Sinh, ngài muốn xử lý bọn họ như thế nào? Bọn họ đều là hào môn thế gia có mặt có mũi ở kinh thành Phương Nguyên, tôi làm gì có mặt mũi xử lý bọn họ chứ? Cô vẫn là tự mình xem rồi làm đi. Vâng. Toàn bộ bắt bọn họ lại xử tội tử hình để giải tỏa nỗi hận đầu tim của Phương Tiên Sinh. Đừng đừng, Kỳ Lân đại nhân tha mạng. Không đúng, không đúng, ma thần kiếm này là vật tùy thân của thần chủ đại nhân, càng là vật có thể điều động trăm vạn Bắc Thiết quân. Sao có thể tùy tiện ban cho một tên vô danh tiểu tốt chứ? Tôi cũng thấy không đúng, Phương Nguyên hắn chẳng qua chỉ là một tên lính ở Bắc Biên, sao có thể có quan hệ gì với thần chủ chứ? Mấy người có ý gì? Nhất định là cô nhận được lợi ích gì từ tên này mới bảo vệ hắn. Châu Việt Nhật, ta đúng là xem thường ngươi rồi, vì để giết tôi mà phải bịa ra một câu chuyện như vậy. Vì vậy mà còn không tiếc đối địch với Tề Linh Điện, bái phục nha. Để ngài chê cười rồi, nếu để hắn nói tiếp chắc tôi và ngài đều trở thành người thông địch bán quốc rồi đó. Sự thật đã bày ra trước mắt rồi, Phương Nguyên ngươi còn không mau quỳ xuống nhận tội để bợt chịu nỗi khổ ra thịt. Được, ngươi nói ta trộm ma thần kiếm, Tề Liên lạm dụng chức quyền, ông có chứng cứ không? Chứng cứ chính là ở đây. Lời ta nói chính là chứng cứ, ta muốn ai chết người đó nhất định phải chết. Ô, nói như vậy là ông không giả vờ nữa à? Vừa là uy hiếp sứ giả, vừa muốn dồn ta vào chỗ chết. Vậy thì đã sao, mấy người có thể làm gì tôi? Châu Việt Nhật, ông tự mình cho mình đúng như vậy là đang xem thường vương pháp hay sao? Tề Liên đại nhân, tôi đang là giúp ngài trừ hại. Tôi hy vọng ngài đừng cố chấp ngăn cản, nếu không thì... Nếu không thì như thế nào, ông muốn giết cả tôi à?
Vậy tôi ngược lại phải xem ông có cái bản lĩnh này hay không. Tề Liên đại nhân, tôi là đang giúp bố mẹ của thần chủ đại nhân báo thù. Nếu Tề Liên đại nhân muốn ngăn cản thì tôi sẽ giết cả cô. Ông, Tiêu Quốc Trúc đến. Châu gia chủ đúng là có uy phong lớn thật. Bái kiến Tiêu đại nhân. Bố à, người này là ai vậy? Tại sao tất cả quyền quý ở đây đều tôn kính hắn như vậy? Im miệng, ông ấy là một trong hai đại quốc trúc, những quyền thể chỉ đứng dưới quốc chủ và thần chủ. Cái mà con gọi là quyền quý trong mắt ông ta chả là cái thá gì cả, hắn tùy tiện nói một câu đã đủ giết chết chúng ta. Cái gì loại đại nhân vật như này cũng có thể đến đây? Không phải là đến tìm Châu Thúc đó chứ? Đa phần là vậy. Báo kiến Tiêu đại nhân. Hôm nay thần chủ đại nhân tổ chức yến hội, tại sao lại đại náo ở đây như vậy? Bẩm báo Tiêu đại nhân, chúng thần phụng mệnh bắt giữ kẻ đã giết hại bố mẹ của thần chủ đại nhân. Mà Kỳ Liên đại nhân lại nhận được lợi ích từ thằng này, công khai bảo vệ hắn. Còn muốn giết hết tất cả những người ở đây. Vậy sao tôi cũng là phụng mệnh của thần chủ đến để điều tra chuyện này? Xem ra hôm nay chức trách của chúng ta là giống nhau rồi. Phương Nguyên, xem ra lần này ngươi tội chết khó thoát, Tiêu đại nhân cũng là đến bắt ngươi. Có những người rõ ràng sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không biết, đúng là tội nghiệp. Ở trước mặt Tiêu đại nhân vẫn còn dám ăn nói ngông cuồng như vậy, ngươi là trách mình chết sớm quá sao? Lên, dừng tay. Châu gia chủ, lần này kết quả điều tra của tôi xem ra không giống với ông cho lắm. Người đâu đưa danh sách? Tiêu đại nhân, ngài như thế nào là có ý gì vậy? Một chút ông sẽ biết. Lý gia gia chủ từng bày kế hãm hại bố mẹ của Phương Nguyên khiến thất thoát hàng trăm tỷ đồng. Không thể nào, Tiêu đại nhân, tôi chưa từng làm qua loại chuyện đó. Lâm gia gia chủ từng động tay chân vào thuốc của bố mẹ Phương Nguyên khiến họ mắc bệnh khó trị. Triệu gia gia chủ từng cho người tiến hành khủng bố bố mẹ Phương Nguyên khiến tinh thần bị tổn hại nghiêm trọng. Còn có ông Châu Việt Nhật liên thủ với Phương gia gia chủ hại hết bố mẹ của Phương Nguyên, tội đáng muôn chết. Tiêu đại nhân, đây là chuyện gì vậy? Ông sao lại vì một tên phế vậy mà giết chết nhiều danh gia vọng tộc của kinh thành như vậy? Hắn chỉ là một tạp binh ở Bắc Biên mà thôi. Danh gia vọng tộc à, tôi thấy mấy người là con sâu thối của đại hạ thì giống hơn ấy. Hôm nay giết mấy người là lời cho mấy người rồi. Không không đúng, thần chủ đại nhân đâu, tôi muốn gặp thần chủ đại nhân. Đừng làm loạn nữa, cục diện ngày hôm nay chính là bày cho mấy người đó. Yến tiệc ngày hôm nay chính là giáo chủ đặc biệt bày ra để lôi mấy con sâu của đại hạ như mấy người ra báo thù rửa hận cho bố mẹ của Phương Nguyên tiên sinh. Báo thù rửa hận cho bố mẹ của Phương Nguyên tiên sinh. Không phải yến hội này không phải là giáo chủ chuẩn bị để chiêu đãi các thế lực các phương hay sao? Đúng vậy Châu huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không đúng, thần chủ tựa như vua trên trời cao cao tại thượng, sao có thể vì một người lính nhỏ nhoi mà đả động căn cốt chứ? Đây chắc chắn là cục diện mà ngươi bày ra, hắn là diễn viên mà ngươi mời đến. Mấy người lừa không nổi tôi đâu. To gan trước là uy hiếp vu khống tôi và Phương tiên sinh, bây giờ lại còn công khai hoài nghi Tiêu đại nhân. Tôi thấy ông là muốn tìm chết. Châu Việt Nhật, ta từng nói nếu ông cũng tham gia vào chuyện hại bố mẹ ta năm đó, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ông. Còn có mấy người ta và mấy người cùng là người của Phương gia, mấy người lại tâm địa cá động như vậy. Giết bố của ta còn lấy tội này vu khống cho ta, đúng là tội chết trăm lần cũng không đủ. Không phải sao lại như thế này, sao lại như thế này? Không chỉ Tề Linh đến, Tiêu đại nhân cũng bảo vệ thằng nhóc này. Đây rốt cuộc là vì sao chứ? Không đúng, người đó hắn nói không phải như vậy. Hắn rõ ràng nói yến hội ngày hôm nay chính là để điều tra hung thủ đã giết hại bố mẹ của thần chủ đại nhân. Sao lại biến thành cục diện báo thù cho ngươi chứ? Lẽ nào là nói ngươi là Bắc Thành thần chủ? Mặc dù mình tổ chức yến hội này nhưng không hề nói là để điều tra chân tướng bố mẹ mình bị giết, hắn làm sao biết được chứ? Lẽ nào nói hắn ở phía sau còn có người thao khống tất cả những thứ này?
Bắc Thành thần chủ là chủ của Bắc Thiết quân, ngài ấy vô tình biết được những gì Phương tiên sinh đã trải qua đương nhiên sẽ không bỏ ngoài tai. Vì vậy phái chúng tôi đến điều tra chân tướng. Thì ra là như vậy, dựa vào mấy người giết không nổi tôi đâu. Giết không nổi ông tôi không tin đây. Tôi thân là đệ nhất hộ vệ dưới trước thần chủ, dựa vào gì giết không được một Châu gia chủ nhỏ nhoi. Đợi đã. Châu Việt Nhật tai biết phía sau ông còn có người, nói cho ta người đó là ai, ta có thể không giết ông. Tôi sẽ không phản bội vị đại nhân đó đâu. Hôm nay cho dù là tôi chết ở đây cũng không thể nói hắn là ai, nếu không Châu gia chúng tôi sẽ triệt để bị diệt. Phương Nguyên, ngươi sẽ không bao giờ biết hung thủ thật sự giết chết bố mẹ cậu là ai đâu. Xem ra ông đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi, vậy thì xem là miệng ông cứng hay là kiếm ta cứng. Ta đếm đến 3, nếu ông còn không nói ta bảo đảm ông sẽ đầu lìa khỏi xác. 3 2 1. Tôi nói. Vốn nghĩa rằng ông là một người cứng rắn, xem ra ông cũng chỉ là một con chuột tham sống sợ chết. Đại hạ ta có một con chuột như ông đúng là sự sỉ nhục lớn nhất. Mau nói. Người giết hại bố mẹ ngươi là Lưu. Ai vậy? Phương tiên sinh cẩn thận, có thích khách, nhất định là người phía sau Châu Việt Nhật, mau đuổi theo người động thủ, chắc vẫn chưa chạy quá xa. Vâng. Rốt cuộc là ai thiết kế tất cả những chuyện này? Chuyện làm như thế nào rồi? Có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn giết được. Đến ngươi cũng bị thương, xem ra Tề Liên này không hổ là đệ nhất hộ vệ dưới trướng thần chủ. Chủ nhân, Phương Nguyên đã đến gần với chân tướng lắm rồi, bước tiếp theo nên làm thế nào? Đã đến lúc bắt đầu kế hoạch của ta rồi. Chủ nhân ngài là nói. Không sai, đi làm đi. Vâng, thuộc hạ đi ngay. Phương Nguyên, lần này là ngươi mạng lớn, lần sau không may mắn như vậy đâu. Sao vậy, sao cau mặt cau mày vậy? Lỗ hổng tài chính của công ty càng ngày càng lớn, đã đến mức không thể cứu vớt rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Kinh Thành e sẽ không còn Lâm Thị tập đoàn nữa. Lâm gia ở Kinh Thành cũng xem như là gia tộc hàng đầu, sao lại tụt dốc như vậy chứ? Lúc bố em còn sống, vì muốn Lâm gia phát triển mấy năm nay tốn không ít tiền, ở đây một chút kia một chút, đương nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc đầu em bị ép gả cho Châu Đông cũng là vì hắn đồng ý cho em nguồn vốn 20 tỷ để lấp đầy khoảng hỏng tài chính. Thì ra là vậy, chẳng trách lúc trước em lại. Châu gia diệt vong đương nhiên là chuyện tốt, nhưng khoảng hỏng này đương nhiên cũng hết cách rồi. Vân Nhu, nếu như anh đã về đương nhiên sẽ không để em chịu chút ủy khuất nào nữa. Không phải chỉ có 20 tỷ sao, anh đương nhiên sẽ tình nguyện dâng nó lên cho em. Được rồi, đừng nói nữa, đó là lỗ hổng tài chính lên tới mấy chục tỷ, làm gì dễ giải quyết như vậy. Trước tiên sắp xếp yên xuôi bài vị của bố mẹ đi. Nhưng mà... Kỳ Liên, giúp tôi đi làm chút chuyện. Việc tôi giao phó làm như thế nào rồi? Khởi bẩm thần chủ, đã sắp xếp xong rồi, tôi đã bảo toàn giới thương nhân của Kinh Thành đầu tư cho Lâm gia hợp đồng 100 tỷ. Đã giải quyết xong vấn đề tài chính của Lâm Thị. Không đủ truyền lệnh của ta, trong vòng 3 ngày ta muốn tổ chức một đại hội tuyển chọn. Đảo loạn toàn bộ danh gia vọng tộc của Kinh Đô, ta muốn đưa Lâm gia ngồi lên bảo vị đệ nhất thế gia Kinh Đô. Vâng, thuộc hạ đi ngay. Còn có chuyện gì sao? Thần chủ Bắc Thiết quân đã đóng quân mười mấy ngày ở ngoại ô, nếu con không điều quân về biên giới lãnh thổ phía Bắc e sẽ có chuyện xảy ra. Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa yên, ta chưa thể đi, các người dẫn Bắc Thiết quân quay về biên giới canh giữ lãnh thổ. Thần quân Bắc Thiết đại quân là ngài một tay xây dựng nên 100 vạn quân, chỉ nghe lệnh một mình ngài chúng tôi e rằng không cần phải nói nữa, ý ta đã quyết, các ngươi cầm theo kiếm này ắt có thể khiến 100 quân Bắc Thiết quân nghe theo. Lập tức dẫn quân quay về thay ta ký hiệp định ngừng chiến. Thần chủ không được ma thần kiếm tôn quý như vậy, thuộc hạ sao dám. Đừng nói nữa, đợi ta xử lý xong những chuyện này ta tất nhiên sẽ về Bắc Biên canh giữ biên giới. Đứa con gái nghịch tử nhà con, có phải mẹ không kêu con về con sẽ bỏ trốn cùng Phương Nguyên tên phế vật đó không? Mẹ không phải hôm nay con là đi xử lý vấn đề tài chính của công ty. Được rồi, đừng nói nữa, sau này con đừng liên lạc với Phương Nguyên nữa, tốt nhất là đừng bao giờ gặp hắn. Mẹ Phương Nguyên đã giải quyết chuyện của Phương gia rồi, sao mẹ vẫn còn? Tại sao Phương Nguyên, hắn vừa là đào bình vừa là một tên phế vật không có gì trong tay? Hắn giúp được Lâm gia chúng ta cái gì chứ? Mẹ bây giờ đã tìm được cho Lâm gia chúng ta một nhân duyên trời cho.
chỉ cần con, chỉ cần em gả cho anh. Liêu hội trưởng, sao cậu lại đến rồi cũng không nói một tiếng để tôi đi đón cậu? Tôi đến là để xem người phụ nữ có thể khiến thần chủ đại nhân đích thân đặt đơn đặt hàng trăm tỷ trông như thế nào. Hôm nay gặp được quả nhiên xinh đẹp. Mẹ, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Liêu hội trưởng cầu thân với Lâm gia chúng ta. Nhà chúng ta mới có được hợp đồng trăm tỷ. Chỉ cần con gả cho hắn liền có thể giải quyết vấn đề tài chính của nhà chúng ta rồi. Không thể nào, con nói rồi, đời này của con chỉ yêu mình Phương Nguyên. Đừng nói là hợp đồng trăm tỷ, cho dù là hắn hái ngôi sao trên trời xuống con cũng không thể nào gả cho hắn. Liêu hội trưởng tài mạo, anh Tuấn là hội trưởng đứng đầu hiệp hội thương nghiệp, là cậu ấy cầu hợp đồng trăm tỷ cho chúng ta giải quyết vấn đề tài chính. Con đến bây giờ còn hướng về cái tên phế vật, cái tên đào binh Phương Nguyên đó. Đúng là tức chết mẹ rồi. Đừng giận, Lâm Vân Nhu, em xem cái đồ này em sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu. Ngân xà thiếp vậy mà là ngân xà thiếp. Tôi nghe nói ngày mai Thần Long đại nhân mở đại hội tuyển chọn danh gia vọng tộc. Ngân xà thiếp này tuy là đẳng cấp thấp nhất nhưng cũng đủ khiến Lâm gia xếp vào hàng ngũ xuất sắc của nhiều thế gia. Có được ngân xà thiếp này, Lâm gia các người có thể vượt lên hai nhà Phương Châu trở thành đẳng cấp hào môn đế đô. Vân Nhu, cái này còn chân quý hơn ngôi sao trên trời đúng chứ? Đó là đương nhiên Lưu hội trưởng. Lưu hội trưởng đúng là nhân mạc mạch mạnh mẽ có thể có được thứ này. Vân Nhu, mau cảm ơn Lưu hội trưởng đi, con tin Phương Nguyên. Nếu anh ấy có thể giải quyết được Phương gia chắc chắn cũng có thể giúp Lâm gia chúng ta vươn lên một tầm cao mới mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Hắn có thể tiêu diệt Phương Châu hai nhà là vì thần chủ đại nhân tính tình lương thiện. Nể tình hắn từng làm lính ở Bắc Biên mới ra mặt giúp hắn chủ trì công đạo. Bây giờ Tề Liên và Tiêu Quốc Trúc đã quay về Bắc Biên, em nghĩ còn ai sẽ ra mặt giúp hắn chứ? Phương Nguyên đó chỉ là một tên đào binh, sao có thể so sánh được với nửa cọng tóc của hội trưởng chứ? Nếu bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có lần thứ hai đâu, hai người phải suy nghĩ cho kỹ đấy nhé. Lưu hội trưởng, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ khuyên bảo Vân Nhu thật tốt. Vậy ngày mai tôi mong đợi nhân duyên giữa hai nhà Lâm Lưu chúng ta ở trước mặt thế gia. Bảo bối anh đi nhé. Thần chủ đại nhân, theo như phân phó của ngài chúng tôi đã sắp xếp thỏa đáng. Sau ngày hôm nay Lâm gia sẽ trở thành đại gia tộc đứng đầu kinh đô. Được, đừng nói với bất cứ ai, tôi muốn cho Vân Nhu một bất ngờ. Vâng. Phương Nguyên. Vân Nhu, Lâm gia sắp trở thành gia tộc đứng đầu kinh đô, đứng trên đỉnh cao của các thế gia. Em tại sao vẫn mặt cau mày có như vậy chứ? Phương Nguyên, tôi đúng là xem thường cái da mặt của cậu rồi. Không ngờ rằng cậu vì muốn trèo cao quyền thế của Lâm gia mà đuổi theo đến tận đây. Lời này của bà là có ý gì? Còn giả vờ à, không phải là anh biết được tin tức Lâm gia chúng tôi có được ngân xà thiếp của thần chủ đại nhân muốn trốn vào đại hội à? Tôi nói cho cậu biết, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Buồn cười, ngân xà thiếp của Lâm gia bà còn là ta cho người mang đến đó, ta cần gì lấy danh nghĩa của mấy người vào chứ? Cậu đúng là thích rát vàng lên mặt, đừng tưởng rằng Tiêu Quốc Trúc và Tề Liên đại nhân giúp cậu một lần cậu liền là bác thành thần chủ à? Nếu bà không tin có thể đi hỏi Lưu Thiên Trần, nếu không có ta hắn có thể đi vào đại hội này sao? Khẩu khí to thật đấy. Một binh lính nhỏ nhoi ở Bắc Biên cũng xứng gặp hội trường của Đạo Sơn hội ta à? Ngươi lại là con heo sổng chuồng nào vậy, cũng dám ở đây đảo loạn thị phi. Tên phế vật này, cậu im miệng đi, đứng trước mặt cậu là phó hội trưởng của Đạo Sơn hội. Ở kinh đô một tay che trời, đâu phải là người cậu có thể chống đối. Cho dù là Lưu Thiên Trần đích thân xuất hiện cũng phải quỳ trước tôi, một phó hội trưởng nhỏ nhoi cũng xứng ở đây nói chuyện à? Phương Nguyên, anh đừng nói nữa, Đạo Sơn hội là sơn hội đứng đầu kinh đô, thế lực khủng bố. Không có một thế gia nào có thể chống lại, không phải là người anh có thể đối đầu đâu. Nếu mà đắc tội bọn họ e là đến em cũng không thể giúp được anh. Buổi yến hội ngày hôm nay là anh tổ chức vì Lâm gia, Lưu Thiên Trần hắn chẳng qua là làm việc cho anh mà thôi. Anh tại sao phải sợ đắc tội phải hắn chứ? Ở kinh đô ai mà không biết Lưu hội trưởng tôi là nhận mệnh lệnh của thần chủ đại nhân mới tổ chức đại hội lực chọn thế gia này. Sao đến cái miệng của cậu lại thành cậu làm cho Lâm gia rồi, sao không nói mình là bác thành thần chủ luôn đi? Phó hội trưởng hắn chính là một người chỉ biết bốc phét, nếu có bản lĩnh đó thật sự sao có thể trở thành một đào binh chứ? Có những người chính là không nhìn rõ thân phận của mình, cứ tưởng rằng mình trời sinh phú quý khác biệt so với người khác.
nhưng thật ra trong mắt người khác chỉ là một bích xác có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Sao ông biết ta không phải là vị thần chủ thống lĩnh vạn Bắc Thiết quân tung hoành ngang dọc ở Bắc Biên chứ? Nói cậu được vài câu cậu liền tin à? Nếu cậu thật sự là Bắc Thành thần chủ, chắc tôi là quốc mẫu đại nhân ở đây đó. Thần chủ đại nhân đại phát từ bi rửa sạch huyết hải thâm thù cho cậu, nhưng con người cậu vậy mà không biết cảm ơn. Ở đây mạo danh thần chủ, tôi thấy cậu chính là một tiểu nhân không có mặt mũi. Phó hội trưởng không cần giận, tôi sẽ cho người đuổi hắn đi liền. Người đâu? Không cần. So đo với loại người này ngược lại mất đi thân phận của chúng ta. Thằng nhóc vào viện khám cái não mình đi. Cái tiền khám bệnh tôi xuất. Xin lỗi nhé, eo tôi không tốt, cậu phải quỳ xuống nhặt rồi. Xin lỗi nhé, ta không những eo không tốt mà còn mắc bệnh sạch sẽ. Chút tiền này ông vẫn là nên giữ lại khám mắt đi. Phương Nguyên phó hội trưởng làm đến mức này đã rất nể mặt cậu rồi. Cậu đừng ép chúng tôi đuổi cậu ra ngoài. Đuổi tôi đừng nói là hắn, cho dù là 10 đời tổ tiên của Lưu Thiên Trần cút ra đây cũng không đuổi được tôi. To gan, Lưu Thiên Trần là hội trưởng của Đạo Thiên Hội, đâu phải là người cậu có thể nhục mạ. Người đâu, cắt cái lưỡi của hắn xuống cho ta. Dừng tay, tôi không cho phép mấy người làm anh ấy bị thương. Xem ra hôm nay cô quyết tâm bảo vệ thằng nhóc này. Được thôi, hôm nay ở trước mặt của Lâm tiểu thư tôi cho cậu một cơ hội. Muốn vào được thôi, bỏ qua từ chỗ này của tôi. Bảo tôi bỏ qua từ háng của ngươi. Không sai, người có thể đi cửa chính nhưng rác rưởi như cậu chỉ có thể bỏ qua từ đây. Phó hội trưởng ông quá đáng rồi đấy. Ông đây rõ ràng là muốn nhục mạ Phương Nguyên. Con im miệng cho mẹ, phó hội trưởng có thân phận gì đến lượt con dạy ông ấy làm việc à? Hơn nữa là tên phế vật này tự mình chuốc lấy, không trách phó hội trưởng được. Tôi chẳng qua là muốn hắn nhìn rõ thân phận của mình. Ở trong mắt chúng tôi cậu chẳng qua là một con chó hoang có chút ồn ào mà thôi. Lợi hại, thật sự lợi hại. Đạo Sơn hội thật biết cậy thế ức người. Bớt phí lời, bò hay là không bò, không bò thì cút cút đít. Từng là người kế thừa của Phương gia, bây giờ lại lưu lạc đến mức phải bò qua háng người khác, đúng là một chuyện thú vị. Phương Nguyên Anh, mặc kệ bọn họ, cùng lắm thì em cũng không tham gia đại hội này nữa. Chúng ta cùng nhau đi. Bọn họ không phải muốn nhìn thấy anh mất hết thể diện sao? Được thôi, anh thỏa mãn bọn họ. Phải vậy chứ, ngoan ngoãn bò từ đây qua đi để tôi xem thử bộ dạng thảm hại mà không cam của cậu. Thảm hại, tôi thấy ông mới là người thảm hại, cái lỗ này vẫn nên giữ lại cho ông, bò qua đi. Dám đánh tao? Phương Nguyên cậu điên rồi. Dám đánh phó hội trưởng của Đạo Sơn hội, cậu chê mạng của mình dài quá rồi à? Tôi đánh hắn đấy thì sao? Tôi còn chê một bạt tay đáng không đủ, vậy thì ông đây đánh thêm hắn một bạt tay nữa. Phương Nguyên, mày dám ở trước mặt nhiều người như vậy đánh tao, tao giết chết mày. Xong rồi, lần này xong đời rồi. Người đâu, chặt đứt tay chân của hắn vứt ra ngoài cho chó ăn. Ai dám đánh anh ấy? Phương Nguyên Anh, mau chạy đi, chạy khỏi kinh thành về Bắc vực, như vậy thần chủ đại nhân mới có thể bảo vệ anh. Hôm nay cho dù là bất cứ ai bảo vệ hắn chính là địch của Đạo Sơn hội. Tao sẽ vận dụng hết tất cả thế lực của kinh đô giết hắn cho bằng được. Vân Nhu, con còn bảo vệ hắn, ta còn không mau cút qua đây. Lẽ nào con muốn Lâm gia chúng ta bồi tán cho hắn sao? Phương Nguyên là người đàn ông của con không thể trơ mắt nhìn anh ấy đi chết. Vân Nhu, em yên tâm, mấy người này không động được đến anh. Được, tao hôm nay phải xem là miệng mày cứng hay là xương cốt mày cứng. Người đâu? Dừng tay. Dừng tay làm gì vậy? Tôi hỏi ông làm cái gì vậy? Bẩm hội trưởng, người này ỷ mình là binh lính của Bắc Thiết quân mà cậy thế ép người không thường Đạo Sơn hội, còn đánh tôi. Tôi nói rồi, người đến là khách, mấy người ăn hiếp người khác như vậy là muốn thần chủ đại nhân cảm thấy tôi dùng quyền bắt nạt người khác sao? Thuộc hạ không dám. Phương tiên sinh đừng để ý hắn, mong ngài lượng thứ mời vào trong. Ngươi vẫn xem là hiểu chuyện. Nếu không phải có NGUOI ra mặt, ta ngược lại phải suy nghĩ xem Đạo Sơn hội có cần thiết phải tồn tại hay không. Chúng ta đi, hội chủ Phương Nguyên kiêu căng như vậy sao, ngài lại không dạy dỗ hắn? Giáo chủ đại nhân ghét nhất nhìn thấy người khác cậy thế ức hầu ép người, nếu như ông thật sự đuổi hắn ra ngoài thần chủ đại nhân ắt không vui.
Vậy thì ta cứ để cho hắn vào trong để hắn biết rõ sự khác biệt giữa chúng ta và hắn. Cũng tốt để Vân Nhu biết trên thế giới này chỉ có ta mới xứng với cô ấy. Vẫn là hội trưởng cao minh vậy mà tôi không nghĩ đến. Hơn nữa lấy được người phụ nữ từ tay hắn không phải càng có thú vị hơn sao? Hắn không phải mấy ngày trước đại náo kinh thành Phương Nguyên đó sao? Sao hắn cũng đến rồi, lẽ nào hôm nay cũng đến gây chuyện à? Hắn làm gì có cái gan đó? Yến hội hôm nay là Lưu Quốc Thiên đại nhân phụng mệnh của thần chủ đại nhân tổ chức. Mà hắn chỉ là một binh lính ở Bắc Biên, hôm nay có thể vào đây nhiều phần là nhờ vào Lâm gia. Làm gì vậy? Ngươi có ý gì? Tôi cho anh vào đây nhưng mà anh không có tư cách ngồi ở đây. Các vị đều biết là tại hạ nghe theo lời của thần chủ đại nhân tổ chức. Lâm gia sở dĩ có thể a ngồi ở hàng thứ hai là vì có được thiệp của thần chủ đại nhân. Anh cũng đâu có họ Lâm, anh theo Lâm gia chiếm hào quang gì chứ dám ngồi ở trước mặt các thế gia. Tôi Thanh Châu Hải Vân Đoàn cũng không có tư cách ngồi hàng thứ hai. Hắn dựa vào cái gì được ngồi? Một tên phế vật bám váy phụ nữ không xứng ngồi ở đây, bãi bỏ vị trí của hắn, bãi bỏ vị trí của hắn. Phương Nguyên anh nghe chưa, đây là ý của mọi người không phải ý của một mình tôi. Vậy theo như Lưu hội trưởng nói ra nên ngồi ở đâu? Này, tìm cho hắn một vị trí gần nhà vệ sinh nhất. Cái vị trí đó khá thích hợp với anh đó. Lưu hội trưởng anh có ý gì, anh là muốn ở trước mặt nhiều người sỉ nhục Phương Nguyên sao? Tôi chỉ là muốn hắn nhận thức được hiện thực, nếu như tôi muốn sỉ nhục hắn đến cái cửa này cũng không vào được. Lưu hội trưởng nhân nghĩa như vậy, Phương Nguyên cậu là người vong ơn bội nghĩa diệt Phương gia. Lưu hội trưởng không những không so đo mà còn sắp xếp cho cậu một vị trí, còn không mau chóng quỳ xuống tạ ơn. Phương Nguyên, chúng ta không ở đây chịu đựng nữa, cùng lắm em cũng không tham gia đại hội này nữa, chúng ta đi. Con dám, đại hội lần này là hy vọng duy nhất vực dậy Lâm gia của chúng ta, con muốn vì tên phế vật này mà buông bỏ. Mẹ nói cho con biết, nếu con dám đi cùng tên phế vật này ra khỏi cửa lớn, con không phải con của mẹ nữa. Mẹ, Vân Nhu không sao, để anh giải quyết. Nếu như ngươi nói chỗ ngồi của đại hội này phân theo tôn bi đại diện cho quyền lực, vậy vị trí của ngươi ở đâu? Đạo Sơn hội ta là thương hội đứng đầu kinh đô, có được ngân xà thiếp mà thần chủ đại nhân đích thân cho. Ngân xà thiếp này ở trên tất cả các thiệp mời, vị trí của ta đương nhiên là ở hàng đầu tiên. Cái gì ngân xà thiếp? Đây là thiệp mời chỉ ở dưới thần chủ đại nhân. Xem ra thần chủ đại nhân có hy vọng rất lớn đối với Lưu hội trưởng. Nếu không sao lại có thể cho loại thiếp đẳng cấp cao nhất chứ? Lưu hội trưởng tuổi trẻ tài cao, là con trai duy nhất của Lưu Quốc Đô, lại có được ngân xà thiếp của thần chủ đậu nhận. Sau này phi thăng thành rồng, tiền đồ khó lượng nha. Vậy sao? Nhưng sao tôi lại cảm thấy ngươi không xứng với cái vị trí này chứ? Phương Nguyên cậu quá to gan rồi, ở kinh thành Lưu hội trưởng cũng là lớp tuổi trẻ tài cao đứng nhất, đứng nhìn anh ấy không xứng, lẽ nào cậu xứng hay sao? Ông hiểu lầm rồi, vị trí thấp như vậy không xứng với tôi. Vị trí của Lưu hội trưởng là hàng đầu tiên của Yến hội, chỉ có ngân xà thiếp của thần chủ đại nhân mới có tư cách ngồi ở đó. Sao rơi vào miệng cậu liền trở thành chỗ ngồi có đẳng cấp thấp nhất rồi? Tôi thấy hắn rõ ràng là đến để làm loạn. Lưu hội trưởng, tôi thấy vẫn là nên mau chóng đuổi hắn ra ngoài đi, nếu không đợi chút nữa thần chủ đại nhân đến trách tội xuống thì không hay đâu. Phương Nguyên, nếu hôm nay anh không cho tôi một câu giải thích thì anh cứ bỏ từ đây ra ngoài đi. Ta chẳng qua là thấy chỗ ngồi của ngươi thấp kém quá, ngươi đã muốn giết ta trước mặt mọi người. Lưu Thiên Trần, ngươi là hội trưởng của Đạo Sơn hội, đúng là chức vị lớn quá nhị. Nếu vậy thì theo ý kiến của Phương đại thiếu gia, ở đây có chỗ ngồi nào mới xứng đáng với thân phận của anh? Ta cảm thấy chỉ có chỗ này mới xứng với thân phận của ta. Ta cảm thấy chỉ có chỗ này mới xứng với thân phận của ta. To gan biết chỗ ngồi này có ý nghĩa gì không? Đây là vị trí chủ của đại hội đặc biệt chuẩn bị cho thần chủ đại nhân và hai vị quốc chủ. Đến Lưu hội trưởng cũng không có tư cách ngồi, cậu là cái thá gì chứ, còn không quá cút xuống. Hắn không có tư cách ngồi là gì, bản thân hắn không có bản lĩnh, không có nghĩa tôi không có tư cách đó. Theo ý của cậu, cậu có thể so sánh ngang bằng với hai vị quốc chủ, có thể sánh ngang bằng với Bắc Thành thần chủ sao? Câu nói này của bà ngược lại nhắc nhở ta. Nếu đã là vị trí của chủ thì cần gì bố trí ba chỗ chứ, chỉ cần một chỗ của ta là đủ rồi. Tên binh lính to gan ngươi hôm nay đến đây rõ ràng là để làm loạn. Yến hội ngày hôm nay Hải Vân tập đoàn ta không chịu được người.
Còn có ta Thiên Thân Tập Đoàn nguyện vì thần chủ đại nhân trừ khử tên nhà ngươi. Còn có ta Phương Nguyên, ngày trước ta niệm tình ngươi là binh lính Bắc Biên, ta tha cho ngươi. Nhưng hôm nay ngươi ngồi ở vị trí của thần chủ đại nhân đúng là ngông cuồng đến cực. Ta phải đại biểu các thế gia và thần chủ đại nhân diệt trừ tên ngông cuồng nhà ngươi. Phương Nguyên hay là anh vẫn nên mau chóng xuống đây đi. Bây giờ Tiêu Quốc Trúc và Tề Liên Đậu Nhân đều không có ở đây, nhiều thế gia như thế muốn giết anh không có ai bảo vệ được anh đâu. Vân Nhu, không phải anh muốn ngồi ở vị trí này mà là theo những gì họ nói. Tất cả vị trí ở đây đều được xếp theo thân phận tôn ti, nếu đã như vậy anh cũng chỉ có thể ngồi ở đây mà thôi. Nực cười, những người ngồi ở đây ngày hôm nay đều là hào môn thế gia ở kinh đô. Hơn nữa hai hàng đầu càng là người được đích thân thần chủ đại nhân mời. Mà ngươi chỉ là một tên không thân không phận thấp hèn sao có thể ngồi ở đây chứ? Chính là dựa vào cái này. Kim Ưng Thiếp. Kim Ưng Thiếp là tấm thiệp mời cao nhất của yến hội, chỉ có thần chủ đại nhân và hai vị quốc chủ mới xứng có, sao lại có thể ở trong tay hắn. Có được Kim Ưng Thiếp này đứng nói là đến thế lực, cho dù là trở thành thế gia đứng đầu kinh đô cũng không có vấn đề gì. Xem ra mấy người biết lai lịch của thứ này rồi. Bây giờ tôi có tư cách ngồi ở cái vị trí này chưa? Lúc nãy không phải ngươi nói ở cái yến hội này Hải Vân mấy người là người đầu tiên không chịu nổi ta sao? Ngài nói đùa rồi, ngài ngồi ở vị trí này là danh xứng với thực. Tôi nào dám đuổi ngài xuống chứ? Cái đồ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Còn có người, ngươi không phải nói muốn thay thần chủ đại nhân trục xuất ta sao? Không dám không dám. Tôi vừa nãy toàn bộ đều là nói hồ đồ, tôi tự vả miệng. Tôi không thể không nói vở kịch này của anh diễn cũng hay đấy. Nếu mà không có tôi những người ở đây đều bị anh lừa hết rồi. Lưu hội trưởng có ý kiến gì cứ việc nói, tôi ở đây rửa tay lắng nghe. Tôi không có ý kiến gì cả, tôi chỉ là cảm thấy tấm kim long thiếp này của anh là giả. Lưu hội trưởng, cậu nói cái gì, kim long thiếp này là giả? Đương nhiên các vị đừng để bị hắn ta lừa. Kim long thiếp này chân quý vô cùng, đến bố tôi là một trong hai vị đại quốc sư của đại hạ cũng chỉ may mắn có được một tấm. Mà hắn chỉ là một binh lính ở Bắc Biên, thân phận thấp hèn như vậy sao có thể có được kim long thiếp chứ? Đúng vậy, vốn dĩ là một tên phế vật, nếu thật sự có bản lĩnh đó sao có thể bị người khác hãm hại trục xuất khỏi quân chứ? Kim long thiếp này khẳng định là giả. Phương Nguyên, ngươi thật sự biết giả vờ đó, chúng tôi chút nữa đã bị người lừa rồi. Không ngờ rằng ngươi vì muốn ra vẻ mà bịa ra một lời nói dối như vậy, tôi thật sự bái phục gan dạ của cậu. Hôm nay ngươi đột nhập vào yến hội còn tự ý ngồi vào vị trí của thần chủ đại nhân, lấy một kim long thiếp giả để lừa chúng thế gia ở đây. Tùy tiện lấy một tôi trong tất cả những tội này cũng đủ khiến anh chết vạn lần. Hôm nay cho dù Tề Liên ở đây cũng không bảo vệ nổi anh. Không hổ là hội trưởng của Thiên Long hội, chỉ dựa vào một cái miệng đã khiến kim long thiếp của tôi biến thành giả rồi. E rằng hôm nay cho dù là thần chủ đích thân đến, ngươi cũng sẽ nói thành là người khác giả mạo nhỉ. Cho dù các miệng anh có lanh lợi đến cỡ nào cũng không thể thay đổi sự thật tấm kim long thiếp này của anh là giả. Đồng thời cũng thay đổi không nổi sự thật anh sẽ chết ở đây. Vậy nếu tôi bảo bố của ông cũng là Lưu Quốc sư đích thân đến đây chứng minh thì sao? Nếu anh có thể kêu bố của tôi đến đây, tôi liền lập tức quỳ xuống dập đầu 3 lần trước anh. Được, nhớ kỹ những gì anh nói. Tôi mệnh lệnh ông trong vòng 3 phút lập tức xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không hậu quả tự chịu. Chuyện đồng ý với tôi làm như thế nào rồi? Lưu Quốc sư yên tâm, chỉ cần ông đem đồ của tôi cần chuẩn bị thật tốt. Phương Nguyên chắc chắn sẽ chết. Dù sao chúng tôi cũng không muốn để hắn sống lâu thêm nữa. Vậy tôi liền yên tâm rồi. Quốc sư, quốc sư. Khốn nạn, tạo sao không hô báo cáo. Quốc sư là cái tên Phương Nguyên thằng nhóc đó bảo ngài xuất hiện trước mặt hắn trong vòng 3 phút, nếu không hậu quả tự chịu. Lẽ nào hắn đã biết kế hoạch của mình rồi? Được, ta biết rồi, lui xuống đi. Vâng. Lẽ nào Phương Nguyên đã biết hợp tác của chúng ta? Chắc là không phải, nếu không với tính cách của hắn sớm đã đến giết chúng ta rồi. Đợi một chút, tôi lập tức đi xử lý. Vậy tôi liền ở đây đợi tin tốt của Lưu Quốc chủ vậy. Đừng trách tôi không nhắc trước, nếu mọi chuyện bạo lộ tôi xin cáo từ trước, tôi không muốn cùng ông xuống hoàng tuyền đâu. Buồn cười, bố ta là một trong hai vị quốc chủ của đại hạ, một cuộc điện thoại của anh liền có thể gọi được ông ấy qua đây, anh xứng sao? Cười cười thêm chút đi. Chút nữa ta sẽ khiến ngươi quỳ dưới đất khóc. Tôi biết bây giờ anh kiêu căng như vậy không phải là vì tấm thiệp kim long điện giả này, mà là vì hai vị Tề Linh và Tiêu Quốc Trúc sẽ chống lưng cho anh. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, Tiêu Quốc sư với bố tôi là chức vị tương đồng. Hôm nay cho dù là tôi giết anh, hai người bọn họ cũng không dám nói gì.
Tiêu Quốc đại nhân làm người chính trực, trước nay bênh chính nghĩa, hôm nay cho dù ông ấy ở kinh đô cũng sẽ không đứng về phía cậu đâu. Ta nói cho các ngươi biết, những chuyện ta làm từ trước đến nay không dựa vào bất cứ ai mà là dựa vào bản lĩnh của chính ta. Bản lĩnh bốc phét à? Vậy anh thật sự là độc nhất thiên hạ rồi đấy. Phương Nguyên, anh có nắm chắc không? Quốc sư là người chỉ đứng sau ba người là trên vạn người đấy, nếu hôm nay anh đắc tội với họ, họ sẽ không tha cho anh đâu. Đó là ở mặt người khác, ở trước mặt anh là rồng hắn phải bám vào, là hổ hắn phải nằm xuống. Nếu hắn quá giờ vẫn chưa đến, anh cũng sẽ không tha cho hắn. Hỗn xược, dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy với bố tôi. Đừng tưởng rằng Tiêu Quốc sư giúp anh một lần anh liền có thể làm gì cũng được sao. Lưu hội trưởng, mỗi một tội mà người này phạm phải đều đủ để diệt tộc. Bây giờ lại ở trước mặt mọi người công khai khiêu khích Lưu Quốc sư, thuộc hạ xin Lưu hội trưởng giết người này ở đây để thị uy sức mạnh của Lưu đại nhân. Người này ngông cuồng như vậy, hủy đi yến hội, chọn thế gia đại sự của quốc gia, ta mong Lưu hội trưởng giết người này. Xin Lưu hội trưởng chủ trì công đạo, trả cho Hải Vân gia tôi một công bằng. Xin Lưu hội trưởng chủ trì công đạo. Lưu hội trưởng, lần này Phương Nguyên nói năng hồ đồ là vì bảo vệ thể diện của Lâm gia tôi, nếu anh đồng ý tha cho anh ấy, tôi đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Nói như vậy em là đồng ý gả cho anh rồi sao? Cái gì? Vân Nhu, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lưu hội trưởng đại nhân vừa đem lại cho Lâm gia đơn đặt hàng 100 tỷ, vừa đem đến cho Lâm gia. Một vật vô giá như vậy, chỉ là muốn Vân Nhu gả cho cậu ấy, tất cả những thứ này đều là của Lâm gia chúng tôi. Mà cậu chỉ là một tên phế vật chỉ biết bốc phét. Những thứ này đều là tôi ủy thác Tần Lâm gửi cho nhà họ Lâm từ lúc nào trở thành Lưu Thiên Trần cho rồi. Vân Nhu, em có phải bị hắn lừa rồi không? Lâm tiểu thư vì cứu anh không tiếc hy sinh tất cả mọi thứ của mình mà anh suốt ngày lừa bịp cô ấy bằng những lời nói dối. Em cũng thấy rồi đó, người này căn bản không xứng với em, trên thế giới này chỉ có ảnh là sự lựa chọn tốt nhất của em mà thôi. Vân Nhu, em đừng nghe hắn, những thứ của Lâm gia anh đều có thể giải quyết. Cũng là anh vì để có thể khiến Lâm gia trở thành gia tộc đứng đầu kinh đô mới tổ chức yến hội này. Đủ rồi Phương Nguyên, anh đừng nói nữa. Em không có ý nghĩ vĩ đại này, em chỉ muốn sống cuộc sống bình phàm. Anh đi đi. Em không muốn nhìn thấy anh nữa. Cút đi, nể mặt Lâm gia, nể mặt Vân Nhu, tôi có thể không giết anh. Nhưng cứ giống một con chó, cút ra khỏi đây đi. Muốn sống một cuộc sống bình phàm nhưng ở bên anh chả có ai có thể bình phàm. Mấy người không phải chính là muốn tôi thảm hại xuống đài để lấy đó làm niềm vui sao? Tôi vẫn là câu nói đó, mấy người ai có thể khiến tôi xuống vị trí này thì thử đi. Vân Nhu, em thấy đít, không phải anh không muốn tha cho hắn mà là hắn muốn chết. Người đâu đánh gãy hai chân của hắn, đem lên treo ở tường thành để cảnh báo mọi người. Bất cứ ai dám nghịch với đạo sơn hội, ta giết không tha. Vâng. Thời gian đến, dừng tay. Lưu quốc chủ đại nhân vậy mà đến thật rồi. Tham kiến Lưu đại nhân. Bố bố sao lại đến rồi? Nếu ta còn không đến mọi chuyện đều bị con phá tung hết rồi. Bố tại sao lại giận như vậy? Lẽ nào chuyện thằng nhóc này làm loạn đại hội đã truyền đến tay bố? Bố sợ thần chủ đại nhân trách tội xuống, vì vậy nên mới gấp gáp như vậy. Bố không phải con muốn làm rối yến hội lần này, mà là tên này ỷ vào có Tiêu quốc sư chống lưng ở đây kiêu căng còn ngồi vào vị trí của thần chủ đại nhân. Không sai, tôi có thể chứng minh người này vì thể diện của mình mà nhảy lên ngồi vào vị trí của thần chủ đại nhân, đúng là tội ác cùng cực. Người này quả thật như vậy, chúng thần chính mắt nhìn thấy có thể chứng minh. Tôi cũng có thể chứng minh. Tôi cũng có thể chứng minh. Phương Nguyên, bây giờ Lưu quốc sư đã đến đây luôn rồi, nếu anh còn không xuống mọi chuyện sẽ đi đến mức không thể khống chế được nữa rồi. Anh tại sao phải xuống? Giống như những gì bọn họ nói, người có thiệp này tại sao không thể ngồi ở vị trí này? Anh không nói tôi còn quên luôn rồi. Bố người này thấy một tấm kim long thiếp giả mà dám ngồi lên vị trí của thần long đại nhân, kêu căng hống hách. Bố vẫn mong bố ra lệnh giết chết người này để cảnh báo chúng sinh. Muốn trị tội của ta sợ rằng đến Lưu quốc sư cũng chưa có cái tư cách này. Lưu đại sư là một trong hai vị đại sư địa vị chỉ ở dưới thần chủ đại nhân. Cậu vậy mà dám nói ông ấy không có tư cách trị tội của cậu. Cậu lấy đâu ra cái gan đó vậy, dựa vào cái tâm kim long thiếp giả mạo trong tay cậu à? Cũng quá cuồng vọng rồi đó. Phương Nguyên, anh cho rằng có Tiêu quốc sư chống lưng cho anh liền có thể muốn gì làm nấy sao? Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh sẽ chết ở đây, tôi nói đó. Ngươi sai rồi Phương Nguyên, tôi ngông cuồng như vậy đó giờ không dựa vào ai cả mà là dựa vào bản thân tôi. Ý của anh chính là thân phận của anh hơn tất cả những người ở đây, đến Lưu quốc chủ cũng không làm được gì anh sao? Không sai, tôi chính là có ý đó.
Hỗ sược vậy mà dám ở trước mặt chúng thế gia và bố của tôi nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Phụ thân xin bố để cho con đánh gãy hai chân của hắn để chút giận cho bố. Lưu Quốc Sư ông cũng cho rằng như vậy sao? Mấy người đúng là gan to bằng trời. Nhìn bố tức giận đến như vậy xem ra là thật sự đã bị chọc tức. Phương Nguyên, hôm nay không những anh phải chết ở đây mà những người có liên quan đến anh cũng phải chết ở đây. Lưu Đại Sư ông đừng hiểu lầm nhé, ông muốn trị tội của hắn thì đừng liên lụy đến Lâm gia chúng tôi nhé. Nghịch nữ mau chóng rời xa tên vô dụng đó. Xin lỗi mẹ, cho dù cả thế gian này muốn giết anh ấy con cũng sẽ không rời xa anh ấy. Bởi vì con là người phụ nữ của anh ấy. Vân Nhu, anh quả nhiên không nhìn lầm em. Con muốn chết cùng với hắn à? Ta không ngăn cản nhưng mà con không thể để Lâm gia đi chết cùng với hắn. Hôm nay cho dù mẹ đánh gãy hai tay hai chân của con, mẹ cũng phải kéo con về. Dì à, con sẽ không làm tổn thương Vân Nhu đâu, nhưng mà con sẽ cho cô ấy thấy con làm như thế nào, từng chút một khiến hắn chết. Khiến cô ấy biết trên thế giới này chỉ có con mới xứng với cô ấy. Lưu Quốc Sư, Lưu đại nhân, con trai ông đã nói đến như vậy rồi. Ông im lặng như thế có phải cũng đồng ý với hắn giết chết tôi để thị uy sức mạnh của mình không? Cho tôi thêm 10 cái gan nữa tôi cũng không dám đắc tội ngài. Bố à, hắn cũng chẳng qua là một tên lính quèn ở Bắc Biên mà thôi, nhiều lắm thì có Tiêu Quốc Sư chống lưng ở trước mặt cha cũng đâu là cái thá gì. Thằng khốn dám nói chuyện như vậy với Phương đại nhân. Gia môn bất hạnh có nghịch tử này, vẫn mong đại nhân giáng tội. Chuyện gì chứ, đại nhân quỳ xuống xưng thần với Phương Nguyên. Lẽ nào ở sau lưng hắn thật sự có một thế lực khủng khiếp mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được sao? Phương Nguyên, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ông là quốc sư của đại hạ, là một trong hai đại quốc sư, thân phận chỉ ở dưới thần chủ đại nhân, ta nào dám trị tội của ông chứ? Ta còn sợ ta không cẩn thận nói sai gì ông diệt cửu tộc tôi rồi sao? Đây! Nghịch tử đều là chuyện tốt mà, con làm quỳ xuống nhận sai với Phương đại nhân đi. Bảo con quỳ xuống cho một thằng thân phận thấp kém đê hèn này không bằng bố giết chết con luôn đi. Nghịch tử, hôm nay cho dù tao đánh gãy chân mày, mày cũng phải quỳ xuống cho tao. Lưu Quốc Sư ông làm như vậy thành ra tôi có chút cậy thế ép người. Chúng ta dùng đức phục người đi. Ý của ngài là? Lưu hội trưởng, hồi nãy hình như ngươi nói chỉ cần bố của ngươi đến chứng minh được tấm kim long thiếp trên tay ta là thật thì ngươi sẽ quỳ xuống dập đầu cho ta. Đúng không? Vậy thì mời Lưu Quốc chủ xem tấm thiệp này của tôi là thật là giả. Phương đại nhân, ngài nói đùa rồi, với thân phận của ngài, ngài nói nó là thật, nó chính là thật. Ta chính là muốn biết tấm thiệp này rốt cuộc là thật hay là giả. Tấm kim long thiếp này trắng lệ huy hoàng, con rồng trên đó được khắc họa như thật, chắc chắn là thật. Vậy mà tấm kim long thiếp đó là thật, lẽ nào là Tiêu Quốc Sư đưa cho hắn bảo sao, hắn dám ngông cuồng như vậy trước mặt nhiều thế gia. Lưu Quốc Sư và Tiêu Quốc Sư cùng đẳng, nếu thật sự chỉ là Tiêu Quốc Sư làm chỗ dựa cho hắn sẽ không khiến Lưu Quốc Sư e dè như vậy. Lẽ nào hắn thật sự có bối cảnh lớn? Trước là Tiêu Quốc chủ ra mặt xử lý vấn đề ở yến tiệc, sau lại là lất ra kim long thiếp khiến Lưu Quốc chủ phải e dè đề phòng như vậy. Phương Nguyên, anh rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giấu em chứ? Nếu đã chứng minh kim long thiếp là thật vậy thì cái vị trí này tôi xứng đáng ngồi không? Phương đại nhân, thân phận tôn quý, nhìn khắp cái hội trường này chỉ có ngài ấy mới xứng ngồi vào bảo tọa này. Được, vậy thì mời Lưu Quốc chủ thực hiện vụ cá cược giữa chúng ta đi. Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, quỳ hay là không quỳ? Bảo tôi quỳ xuống với một người thân phận thấp hèn như anh nằm mơ đi. Người ta sinh ra là bình đẳng, nhưng nếu ngươi nói như vậy thì ngày mai ta đích thân đến Lưu Quốc phủ để xem ngươi tại sao lại nói như vậy. Nếu hắn ngày mai đến điều tra được gì đó không đúng vậy nhiều năm mưu kế của mình đều sẽ công cốc. Không được, không thể để chuyện này phá vỡ kế hoạch của mình. Nghịch tử, chuyện ngày hôm nay đều tại mày. Phương đại nhân, tha cho mày đã là ân điển lớn nhất rồi, mày còn không quỳ hôm nay tao sẽ cắt đứt quan hệ cha con với mày. Nha, quỳ xuống. Được, con quỳ.
mấy người thế nào? Ý như thế nào? Phương đại nhân, tôi sai rồi, lúc nãy tôi không biết thân phận của ngài, cầu xin ngài tha cho tôi. Tha cho chúng tôi một mạng. Phương đại nhân, là tôi có mắt như mù không thấy được thân phận cao quý tựa như rồng của ngài, tôi nguyện ý dâng lên một nửa gia sản, chỉ hy vọng ngài có thể bớt giận. Nể tình mấy người cũng xem như là hiểu chuyện, ta tha mấy người một mạng. Nhưng nếu có lần sau ta nhất định không tha. Cảm ơn Phương đại nhân. Cảm ơn Phương đại nhân. Hôm nay ta vẫn còn một chuyện muốn tuyên bố. Từ ngày hôm nay Lâm gia chính là thế gia đứng đầu kinh đô. Mấy người có ý kiến gì không? Phương Nguyên, Lâm gia em bây giờ thế lực vẫn chưa mạnh đến thế, đây e là sẽ. Vân Nhu, em xứng đáng với vị trí này. Hơn nữa có anh ở đây sẽ không ai dám phản đối em đâu. Mấy người nói đúng không? Ai dám nói không? Đúng đúng đúng, Lâm tiểu thư tài mạo song toàn, thủ đoạn tuyệt thế, vừa có sự ủng hộ của Phương đại nhân. Chúng tôi tin có sự dẫn dắt của Lâm gia, chúng tôi nhất định sẽ thịnh vượng hơn nữa. Không sai, tập đoàn Thiên Sinh chúng tôi ủng hộ Lâm gia ngồi lên bảo tọa đệ nhất thế gia của kinh đô. Tập đoàn Thành Đông chúng tôi cũng ủng hộ. Chúng tôi ủng hộ. Lâm gia em thật sự trở thành đệ nhất thế gia ở kinh đô. Chuyện này giống như nằm mơ vậy. Không phải nằm mơ, tất cả những thứ này ngày hôm nay vốn là anh chuẩn bị cho Lâm gia. Chẳng qua là có chút sai sót mà thôi. Tôi biết ngay cậu không phải là nhân vật tầm thường, Vân Nhu có thể gả cho cậu đúng là phúc nhiều năm trước nó tích. Phương đại nhân, nếu như không có chuyện gì tôi đưa nghịch tử nhà tôi cáo lui trước. Đợi chút. Chuyện công mặc dù giải quyết rồi nhưng ta với Lưu hội trưởng vẫn còn chút việc riêng. Vẫn chưa giải quyết xong. Phương Nguyên, anh đừng được nước làm tới những gì nên cho tôi đã cho rồi, anh còn muốn làm gì chứ? Đúng vậy, Lưu hội trưởng cúi đầu trước cậu là vì nể mặt Lưu quốc sư, anh đừng có được nước làm tới như vậy. Cậu thật sự tưởng Lưu hội trưởng dễ bắt nạt à? Ta được nước làm tới vậy, chuyện người làm giả thiệp yến hội ép Vân Nhu gả. Chuyện này nên tính thế nào? Yến hội này vốn là thần chủ đại nhân ủy thác tôi làm, tôi kiếm chút lợi cho mình có gì sai sao? Mạo nhận công lao mà nói mạnh miệng như vậy. Tất cả công lao của ngươi ở yến hội khiến ta mở to tầm mắt đấy. Phương Nguyên, được rồi, Lâm gia em đã nhận được thứ em muốn rồi, không cần phải như vậy. Hay là mỗi người lùi một bước đi. Không được chỉ bảo hắn tổ chức một cái yến hội đã làm ra chuyện như vậy, sau này nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó tàn ác hơn. Lưu Thiên Trần, hôm nay nếu ông giải quyết chuyện này không cho tôi một câu trả lời vừa lòng, đừng hòng rời khỏi đây. Phương Nguyên, đừng ép tôi, cùng lắm tôi cùng toàn bộ Đại Sơn hội liều một phen sống chết với anh. Ngươi cũng tự cho mình là đúng quá rồi đó, đừng nói là Đại Sơn hội, ngươi cho dù là thêm cả Lưu gia cũng không đụng được đến một cọng tóc của ta. Xem ra không từ bỏ một thứ gì đó hắn sẽ không tha cho mình ngày hôm nay. Nếu đã như vậy, Nguyên Hải có biết tội chưa? Mấy người tụ tập hết tất cả mọi người đi, Nguyên gia chém hắn cho tao. Đi, vâng. Đi đâu vậy? Bố Phương Nguyên, cướp đi thứ đồ quý giá nhất của đàn ông của con. Con phải tìm hắn báo thù, chặt hắn thành trăm mảnh. Thằng khốn nạn chút nữa làm hỏng đại sự của tao. Bây giờ còn muốn thêm phiền phức cho tao. Bố bố bây giờ đã là Lưu quốc chủ dưới một người trên vạn người rồi, sao bố còn sợ hắn chứ? Quyền Nhi tính cách bốc đồng, bây giờ lại có kiếp nạn này, vẫn nên là đừng nói kế hoạch của mình cho nó vội. Sợ hắn Phương Nguyên là cái thá gì chứ, ta chỉ là sợ người đứng sau hắn. Bố ý của bố là... Không sai. Chỉ dựa vào một binh lính nhỏ nhoi ở Bắc Biên như Phương Nguyên, dựa vào gì có được sự giúp đỡ của Tiêu quốc sư, còn có được Kim Long thiếp chí cao vô thượng à? Những thứ này khẳng định đều là sự sắp xếp của Bắc Thành thần chủ. Mục đích của bọn họ chắc chắn là vì muốn trừ khử Lưu gia. Bố bố đâu có đắc tội thần chủ đại nhân, ông ấy sao lại muốn? Bởi vì bố muốn trở thành nhân vật đứng đầu đại hạ. Nhưng có lẽ thần chủ đã biết được những chuyện này mà Phương Nguyên làm vậy là vì có được mệnh lệnh của thần chủ. Bố sở dĩ làm như vậy là vì giảm bớt sự phòng bị của thần chủ. Con nói tên tiểu tử sao dám bất kính với bố chứ?
Yên tâm đi con trai, đợi kế hoạch của bố thành công, việc đầu tiên là giết Phương Nguyên giúp con hả giận. Được. Phương Nguyên, những gì ngày hôm nay sau này tao phải bắt mày trả lại gấp trăm lần. Lưu đại nhân, tôi còn dám rảo biện. Con trai ta bản tính lương thiện, nếu không phải có ông ở trong xúi dục sao nó có thể làm ra chuyện như vậy. Còn dám nghĩ đến vợ của Phương đại nhân. Lưu quốc sư, tôi không có những thứ này, đều là Lưu hội trưởng. Im miệng. Nguyên Hải ác độc vô biên, tội không thể tha, theo luật pháp đại hạ vốn nên xử tội chết. Lôi xuống lập tức hành hình. Vâng. Đại nhân oan quá, đại nhân tiểu nhân không có. Phương đại nhân tội nghiệt, Nguyên Hải đã bị tôi xử lý rồi. Tất cả những chuyện này đều do hắn làm ra, không có liên quan đến con, tôi có thể nể mặt già này mà tha cho nó một lần không? Hay cho một chiêu đổi trắng thay đen, con thay cho con ông tìm một con cừu thế mạng. Lưu quốc sư, ông đúng là có thủ đoạn hay thật đấy. Phương đại nhân nghiêm trọng rồi, tất cả những thứ này đều tại Nguyên Hải làm, gì có thế mạnh mà ngài nói chứ. Ông tưởng ta bị ngu à, cho rằng ta dễ lừa như vậy sao? Không dám, không dám. Phương Nguyên, vậy mà mày dám làm chuyện như vậy với tao, tao phải chặt mày thành trăm mảnh. Ta không giết người là nể mặt bố ngươi, nếu không bây giờ ngươi đã là người chết rồi. Chuyện này đã xong, nhưng nếu còn có lần sau. Ông biết đó. Vâng. Đa tạ ơn không giết của Phương đại nhân. Vân Nhu, sao vậy, trên mặt anh có thứ gì à? Không có, chỉ là những thứ này không chân thật tí nào. Giống như là nằm mơ vậy. Chỉ trong một đêm Lâm gia em đã trở thành đệ nhất thế gia kinh đô, đến Lưu quốc sư cũng cung kính với chuyện này như vậy. Cho dù ở sau có Tiêu quốc sư chống lưng cũng đâu thể khiến thái độ của Lưu quốc sư thay đổi nhanh như thế được chứ. Trừ khi, Vân Nhu không phải đã đoán ra rồi đó chứ. Giác quan thứ 6 của phụ nữ đáng sợ thật. Trừ khi nhất định là thần chủ đại nhân ra tay rồi. Thần chủ đại nhân chắc chắn là biết bây giờ các kinh đô thế gia quá mức tàn bạo, muốn phá bỏ làm lại. Mà anh cũng tiếp nhận được mệnh lệnh của thần chủ đại nhân, bởi vậy Lưu quốc chủ mới e dè như vậy. Đúng không? Đúng đúng đúng. Không ngờ thân phận anh che giấu nhiều năm như vậy vẫn bị em nhìn ra. Bây giờ nội tình của kinh đô vẫn chưa ổn định, vẫn là tạm thời đừng để Vân Nhu biết được thân phận của mình thì hơn. Bây giờ Lâm gia đã là đệ nhất thế gia ở kinh đô rồi, sao vẫn còn cau mặt cau mày thế? Lâm gia bây giờ chỉ là đệ nhất kinh đô thế gia trên danh nghĩa. Thực lực, nhân lực, tài lực đều danh không xứng với thực. Đến một Lục gia tộc cũng không bằng. E rằng cái vị trí này cũng chẳng ngồi được quá lâu. Alo. Cái gì? Anh nói là thật sao? Được được, tôi nhất định đến đúng giờ. Sao vậy Vân Nhu? Tập đoàn Oscar ở nước ngoài ngày mai muốn đến kinh đô tổ chức một đại hội thương mại. Đó là tập đoàn đứng đầu ở nước ngoài, giá thị trường có thể vượt qua trăm tỷ. Nếu như Lâm gia có thể hợp tác với họ, nhất định có thể tỉnh thời gian ngắn nâng cao thực lực, có thể ngồi vững vị trí đệ nhất thế gia kinh đô rồi. Không nói nữa, em đi chuẩn bị những chuyện có liên quan trước. Ra đây đi. Thần chủ tham kiến thần chủ. Mấy cái lễ nghi phiền phức này vẫn là bài bỏ đi. Nói một chút chuyện của Bắc Biên Đít, xử lý như thế nào rồi? Tề Linh mang ma thân kiếm của ngài đã về đến Bắc Vực. Các cuộc bạo loạn đều được dập tắt, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nhưng mà bọn họ dùng đủ loại lý do cứ liên tục không chịu ký hiệp định ngừng chiến. Đương nhiên không có ý định ký. Cái đám giặc này vậy mà vẫn chưa chết tâm. Yên tâm, đợi ta giải quyết chuyện này xong ta sẽ đích thân về Bắc Vực dẹp loạn bọn giặc này. Vâng. Đợi đã.
Điều tra triệt để tập đoàn Oscar cho ta xem đại hội thương mại ngày mai có vấn đề gì không. Tập đoàn Oscar là tập đoàn đứng đầu nước ngoài luôn có mối quan hệ hợp tác hữu nghị với nước ta. Hơn nữa lần này bọn họ đến Kinh Đô tổ chức đại hội thương mại cũng chỉ là giao lưu hợp tác bình thường. Thân chủ ngài cảm thấy có cần đề gì sao? Ta vừa tuyên bố Lâm gia trở thành đệ nhất thế gia ở Kinh Đô, tập đoàn Oscar này liền chạy đến tổ chức đại hội thương mại cũng trùng hợp quá rồi đấy. Ta cứ cảm thấy ở trong này có chuyện gì đó không đúng. Vẫn là nên tra một chút đi. Hy vọng chỉ là ta nghĩ nhiều mà thôi. Vâng. Bắc vực bây giờ tình thế nguy cấp như vậy ngươi cũng ngồi không yên nữa rồi. Đại hội thương mại có thể tổ chức ở Thiên Tiên Lầu. Xem ra hội trường ở đây thuê một ngày chắc lên đến cả trăm triệu ý. Tập đoàn Oscar này ra tay đúng là hào phóng. Vân Nhu không cần ngưỡng mộ. Lâm gia em sao này cũng có thể trở thành sự tồn tại cùng đẳng cùng vế với tập đoàn Oscar này. Em tin anh. Mẹ sao mẹ lại đến rồi? Nếu như mẹ không đến sản nghiệp của Lâm gia sắp bị con và tên phế vật này phá hoại hết rồi. Mẹ nói như vậy có ý gì? Lúc trước nếu không phải có Phương Nguyên sao Lâm gia chúng ta có thể ngồi lên bảo tọa Kinh Đô đệ nhất thế gia chứ? Làm gì có tư cách nhận được thư mời của tập đoàn Oscar chứ? Mẹ đã nhận được tin tức từ chỗ Lưu hội trưởng. Lúc trước chẳng qua là hắn vận may tốt. Lâm gia chúng ta tự nhiên có danh nghĩa đệ nhất tế gia, luận về tài lực cũng không thua kém bọn họ. Hắn lần này đưa con đến tham gia đại hội thương mại là muốn hủy đi Lâm gia chúng ta đó. Không phải anh ấy đưa con đến mà là bản thân con muốn tham gia. Mẹ lúc trước mẹ không phải vẫn luôn muốn Lâm gia đứng lên đỉnh cao danh vọng sao, bây giờ có cơ hội con không thể bỏ qua. Nghịch nữ nhà con không biết lần này Lưu hội trưởng cũng tham gia sao. Hắn sở dĩ đến tham gia chính là muốn báo mối thù lúc trước Phương Nguyên làm DSO. Lẽ nào con muốn Lâm gia bồi táng với hắn sao? Mẹ xin lỗi, lần này con muốn nghe bản thân mình một lần. Con. Thú vị nha, thú vị đấy. Đại hội thương mại còn chưa bắt đầu mấy người đã ở đây biểu diễn rồi, đúng là cực khổ cho mấy người rồi. Hội trưởng. Sao rồi? Đúng như những gì hội trưởng đoán, Lâm gia nhận được điện thoại liền lập tức tham gia đại hội thương mại ngày mai. Được, không uổng công ta tốn nhiều tiền như vậy liên thủ với tập đoàn Oscar bày ra bàn cờ này. Phương Nguyên hắn còn tự mãn cho rằng ngày mai có thể ở đại hội thương mại. Như nào biết ngày mai chính là ngày Lâm gia hắn thân bại. Danh liệt chết không chỗ chôn thân. Hội trưởng, bối cảnh của Phương Nguyên khủng bố như vậy đến Lưu Quốc Sư đại nhân cũng phải nể mặt. Chúng ta thật sự là đối thủ của hắn sao? Sợ gì chứ, đại hội thương mại ngày mai so chính là tài lực. Tài lực của Lưu Thiên Quyền ta từng sợ qua ai? Mười Lâm gia hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Nếu hắn dùng bối cảnh lại để ép ta vậy thì để cho thần chủ đại nhất thất tín ép hắn đi vào con đường không thể quay đầu. Hội trưởng anh minh, thuộc hạ đi làm liền. Lưu hội trưởng. Lý huynh sao rồi? Lưu hội trưởng yên tâm, chỉ cần ta dùng quyền lực của Đại Hạ Quốc để ta trở thành người nắm quyền danh chứng ngôn thuận của tập đoàn Oscar. Dùng thủ đoạn thương nghiệp để đối phó với một Lâm gia nhỏ nhoi đối với tôi mà nói đơn giản như giết chết một con kiến. Được, vậy thì tôi yên tâm rồi. Phương Nguyên, sự sỉ nhục lúc trước tao phải khiến mày trả lại gấp bội. Lưu Thiên Quyền sao nào, bài học lúc trước vẫn chưa chịu khổ đủ à? Lại đến tìm chết. Phương Nguyên, anh có gì để đắc ý chứ, anh chẳng qua cũng chỉ là dựa vào thế lực của thần chủ đại nhân. Tôi nói cho anh biết, đại hội thương mại hôm nay so là tài lực. Sau đó thì sao? Anh dùng thế lực của anh để giúp Lâm gia lên ngôi Kinh Đô đệ nhất thế gia, nhưng luận về tài lực ở cả Kinh Đô này không ai so được bằng tôi. Hôm nay cho dù khiến Lâm gia mấy người phá sản, thần chủ đại nhân cũng sẽ không nói gì. Lưu Thiên Quyền, hôm nay không giống ngày trước. Lâm gia chúng tôi đã không còn là chú hề bị người khác dễ dàng ức hiếp nữa. Đại hội thương hại ngày hôm nay ai cười đi ra ngoài vẫn chưa chắc đâu. Lâm Vân Nhu, cô có cái gì mà kiêu ngạo? Cô không phải dựa vào ngủ với hắn ngủ đến địa vị ngày hôm nay của Lâm gia hay sao? Trừ cái gương mặt này ra cô còn có cái gì? Lưu Thiên Quyền, anh đừng có nói nhảm. Sao vậy, tôi đùa thôi, cô tức giận làm gì chứ? Anh. Hắn chẳng qua chỉ là một con chó thích cắn người khác, chúng ta cần gì tức giận với một con chó chứ?
ngươi không phải nói hôm nay Lâm gia sẽ phá sản sao? Vậy tôi cũng giữ một câu nói cho ngươi. Chỉ dựa vào đạo sơn hội mấy người vẫn chưa đủ tư cách. Vậy nếu thêm tập đoàn Oscar của tôi thì sao? Ngươi lại là ai? Phương Nguyên, cậu dám dùng khẩu khí đó nói chuyện với Lý thiếu gia? Cậu ấy là người tổ chức đại hội thương mại lần này, tổng tài thay quyền của tập đoàn Oscar. Một câu nói của cậu ấy có thể quyết định sự thăng trầm của nhiều thế gia ở đại hội. Nói nhiều như vậy cũng chỉ là một tổng tài thay quyền. Tôi còn tưởng rằng là đại nhân vật nào cơ đấy. Cậu biết được thân phận của ngài ấy còn dám vô lễ như vậy. Cậu là muốn Lâm gia chúng tôi đi chết cùng với cậu à? Lý tiên sinh, tên Phương Nguyên này không có chút quan hệ gì với Lâm gia chúng tôi. Hy vọng hôm nay ở đại hội thương mại ngài đừng nhắm vào Lâm gia chúng tôi. Chẳng qua là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. So sánh với hắn ngược lại khiến tôi có chút nhỏ nhen. Nhưng mà có hắn hay không tôi đều sẽ nhắm vào Lâm gia các người. Chuyện này không ảnh hưởng đâu. Lý tiên sinh, anh có ý gì? Tập đoàn Oscar mời Lâm gia chúng tôi tham gia đại hội thương mại lần này không phải nhìn chúng tiềm lực của Lâm gia chúng tôi sau này hợp tác sao? Tiềm lực tiệm lực gì chứ? Một gia tộc không có cái thá gì, chẳng qua là có một cái hư danh đệ nhất thế gia kinh đô mà thôi, có thể có tiềm lực gì chứ? Nếu đã như vậy mấy người tại sao lại mời Lâm gia tôi tham gia đại hội thương mại lần này? Nếu không phải Lưu Quốc sư chỉ đích danh muốn mời Lâm gia mấy người tham gia. Cô nghĩ với thực lực của mấy người có tư cách gì tham gia đại hội thương mại của tập đoàn Oscar tôi? Cái gì là Lưu Thiên Quyền để Lâm Thị tham gia đại hội thương mại của tập đoàn Oscar à? Đương nhiên rồi, nhưng mà mấy người đừng hiểu lầm. Tôi đây chỉ là muốn xem cái bộ dạng mấy người không có tiền quỳ xuống cầu xin tôi mà thôi. Lưu Thiên Quyền, anh đừng có ức người quá đáng. Nhiều lắm Lâm gia chúng tôi không tham gia cái đại hội thương mại này nữa. Phương Nguyên, chúng ta đi. Đi, tôi nói cho cô biết cô đừng hòng đi đâu hết. Bây giờ các thế gia ở kinh đô biết được chuyện Lâm gia các người dựa vào thế lực bên ngoài ngồi lên vị trí đệ nhất thế gia đã rất không vừa ý rồi. Cái đại hội thương mại ngày hôm nay nếu mấy người không thể hiện thực lực của mình để chặn miệng người khác thì đừng nói là cái hư danh đệ nhất thế gia kinh đô. Đến Lâm gia các người sau này cũng đừng hòng có chỗ đứng ở kinh đô nữa. Lâm gia bị ép đến mức này đều tại con. Con có thể có chút tự mình biết mình không? Còn muốn đưa Lâm gia đi lên đỉnh cao của kinh đô đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Mẹ thấy con giống tên phế vật này đều vô tích sự như nhau. Vân Nhu không phải tên ngốc, cô ấy là người phụ nữ tốt nhất thế giới này. Yên tâm đi Vân Nhu, những chuyện còn lại giao cho anh. Ta nói cho các người biết Lâm gia hôm nay không những sẽ tham gia mà còn đem mấy người đạp ở dưới chân. Đem mấy người đạp ở dưới chân. Ô, tôi không phải nghe lầm đó chứ? Muốn đem chúng ta đạp ở dưới chân rất lâu rồi, không có người dám nói chuyện như vậy với tập đoàn Oscar trong lĩnh vực thương nghiệp rồi. Lý huynh đừng so đo với hắn, hắn chỉ là một tên chỉ biết ăn nói ngông cuồng. Anh mất đi thế lực phía sau mình, anh lấy gì để so với tôi? Vậy sao vậy, chúng ta cùng nhau xem đi. Được thôi, vậy tôi liền xem anh đi chết như thế nào. Nhưng mà nếu anh không đến tôi cũng có thể hiểu, dù sao anh cũng chỉ biết đứng sau lưng người khác giở trò. Phương Nguyên, tài lực của Đạo Sơn hội vốn đã mạnh, bây giờ còn liên thủ với tập đoàn Oscar tổ chức đại hội thương mại này. Tất cả các thế lực ở thế gia e là không có sức chống lại. Anh thật sự có cách sao? Hắn dù có bản lĩnh lớn đến như thế nào cũng không thể tìm được thế lực chống lại hai đại thế lực đó. Mẹ thấy hắn chẳng qua là đang cố gắng rát vàng lên mặt mình mà thôi. Yên tâm đi Phương Nguyên, tôi nói được làm được, nếu bọn họ đã tự mình tìm đến cửa vậy thì không trách tôi được nữa. Em vào trước chút nữa anh đến. Cậu tốt nhất nói được làm được, đi. Chuyện tôi giao phó cho mấy người thế nào rồi? Thần chủ, đúng như những gì anh đoán, tập đoàn Oscar này quả nhiên có cấu kết với Lưu Thiên Quyền. Mật thám báo cáo Lý Thành đã bí mật rời khỏi Lưu gia. Vậy Lý Thành có lai lịch gì? Nếu như ta nhớ không lầm, người nắm quyền lúc trước của tập đoàn Oscar đâu phải hắn. Thần chủ nói không sai, người nắm quyền lúc trước của tập đoàn Oscar mấy năm nay sức khỏe liên tục xuống dốc, Lý Thành cũng là tâm phúc của hắn, vì vậy bây giờ tập đoàn Oscar mới do Lý Thành quản lý thay. Biết rồi, vẫn là làm theo kế hoạch lúc trước ta nói đi. Thần chủ xin hãy dừng bước. Đây là chút tâm ý nhỏ của thuộc hạ, hy vọng có thể giúp được thần chủ. Ông có lòng rồi cảm ơn nhé. Thần chủ là thuộc hạ nên làm. Tốt như vậy.
Nếu đã vậy thì quyền ra giá của miếng ngọc thạch này thuộc về tập đoàn Oscar và Lưu hội trưởng. Lâm tiểu thư, lúc trước chồng của cô không phải nói muốn đem hai người chúng tôi dẫm dưới chân sao? Người đâu chắc không phải là đi mượn tiền rồi đó chứ? Lý tiên sinh, anh đừng gấp, chút nữa anh ấy sẽ đến. Còn một chút nữa à, Phương Nguyên, cái tên bám váy phụ nữ này không phải là sợ bản thân mất mặt vứt cô ở đây rồi đó chứ? Ai nói vậy? Ai nói vậy? Thật ngại quá, anh đến muộn rồi. Không sao, anh đến là được rồi. Phương Nguyên, tôi cũng bái phục anh thật đó, rõ ràng biết đây là hố lửa cũng nhảy vào. Anh hôm nay đến là thân bại danh liệt hay là mất hết gia sản đây? Tôi sợ là cho dù anh xài hết gia sản của ông già anh cũng không sánh được với tôi đâu. Hôm nay ai chết còn chưa chắc chắn đâu. Anh, Lưu hội trưởng cần gì so đo với hắn, nếu như hắn thật sự muốn so tài lực với chúng ta thì sau này hắn nhất định sẽ nợ chồng nợ. Cuộc sống sau này e là không dễ sống đâu. Lý huynh, anh nói đúng, so đo với loại người này lại mất đi phong độ của tôi. Phương tiên sinh đến thật sự là đúng lúc. Vật phẩm có giá trị cao nhất, chân quý nhất của ngày hôm nay sẽ được mở bán. Mọi người mời xem. Đây là một miếng đất chúng tôi mới khai thác lấy tên là Thanh Lâm Hải, ở trong đó có rất nhiều mỏ vàng giá trị không thể lường được. Không sai, miếng đất Thanh Lâm Hải này là tập đoàn Oscar chúng tôi phát hiện. Nhưng mà Thanh Lâm Hải quả thật quá lớn, tập đoàn Oscar chúng tôi một mình ăn không hết nên lấy ra chia sẻ cùng với mọi người. Hôm nay nếu ai là người có được miếng đất này, ngày sau chắc chắn là đối tác làm ăn của tập đoàn Oscar tôi. Trước tiên không nói đến cái mỏ vàng này, chỉ nói đến tập đoàn Oscar đã là điều mà chúng ta ngồi ở đây đều mong ước. Đáng tiếc hôm nay Lưu hội trưởng cũng đến, những người ngồi ở đây ai có thể cạnh tranh được với anh ấy chứ. Chúng ta đến cũng để ngồi cho đủ chỗ thôi. Đúng đúng. 500 tỷ. Ai vậy, to gan như vậy dám cướp đi uy phong của Lưu hội trưởng. Hình như là Phương Nguyên, là hắn hôm qua đánh vào mặt của Lưu hội trưởng để Lâm gia trở thành đệ nhất thế gia. Nếu như hắn không có chỗ dựa phía sau cũng chỉ là một tên phế vật không có gì. Tài lực đến một cọng lông của Lưu hội trưởng cũng không bằng, cũng dám ở đây ra vẻ. Phiền chết rồi. Có thể tiếp tục không vậy? Bây giờ Lâm gia mở giá 200 tỷ còn có ai tiếp tục ra giá không? Phương Nguyên, cậu thật sự cho rằng Lâm gia bây giờ là của cậu à? Ở đây tùy tiện ra giá. Phương Nguyên, tài sản của Lâm gia chúng ta bây giờ cộng lại cũng không đến 100 tỷ, so với bọn họ chính là lấy trứng chọi đá. Anh có mấy phần chắc chắn sẽ lấy được miếng đất này? Chắc là 100% nhỉ? 100%. Phương Nguyên, anh không lẽ không biết quy tắc của lần đại hội này? Không cần biết, anh hô bao nhiêu tiền cũng phải lấy ra 10% để làm từ thiện. Lúc nãy anh lớn miệng hô 20 tỷ đã mất hết rồi. Sao anh lại biết tôi không mua được miếng đất Thanh Lâm Hải này? Được vậy, hôm nay tôi sẽ để cho anh biết cái gì gọi là thực lực. 50 tỷ. Có chút tiền vậy, Lưu ra mấy người cũng nghèo quá đó. Ta ra 70 tỷ. Phương Nguyên, anh là cố tình đối đầu với tôi phải không? Lưu hội trưởng, ngươi nói gì vậy chứ? Ngươi là con trai duy nhất của Lưu Quốc Sư, ngươi không phải là nói rồi sao, ra giá cao, ta chỉ là đang ra giá thường thôi mà. Được vậy, để tôi xem anh có bao nhiêu tiền. Để giữ lại chút mặt mũi đáng thương của anh. 80 tỷ. Thằng nhóc này thú vị thật, vậy thì cứ đùa giỡn với hắn chút. 81 tỷ. 90 tỷ. Không nhiều lời nữa, hôm nay hắn ra bao nhiêu ta thêm 100 ngàn. Phương Nguyên, mẹ nó, anh có ý chơi ở đây đúng không? Không không không, anh sai rồi, tôi không có ý chơi người khác, tôi là chơi anh. Như vậy đi, hắn thêm bao nhiêu tiền tôi liền ra giống như vậy, như thêm 1.000 đồng. Lưu hội trưởng, mọi người như thế này tôi khó xử lắm. Khó xử vậy thì đừng làm nữa. Lưu hội trưởng, đại hội này là tập đoàn Oscar chúng tôi tổ chức, anh làm thế này tôi mất mặt lắm. Vậy cứ để hắn tiếp tục kiêu căng hay sao? Không hẳn như vậy, bây giờ hắn có thể tiếp tục ra giá là vì nó trong phạm vi tài chính của hắn. Tôi đã cho người điều tra tài sản của hắn không vượt qua 100 tỷ, chỉ cần bây giờ anh ra một cái giá trên trời hắn còn theo anh nữa, tôi liền khiến hắn chết không chỗ chôn. Được, hôm nay tôi không chơi với anh nữa. Tôi ra giá 111 tỷ. Có bản lĩnh thì mẹ nó đi theo đi. Hắn có thể trực tiếp ra giá như vậy, xem ra hắn biết tài sản của Lâm gia không hơn 100 tỷ. Có bản lĩnh thì đi theo đi, cái dạng kiêu căng của anh lúc nãy đâu bị chó ăn rồi à? Phương Nguyên, chục tỷ đã là cái giá lớn nhất của Lâm gia rồi, nếu như còn tiếp tục ra giá e rằng tài sản của Lâm gia. Vấn đề tài sản để anh giải quyết.
Vừa nãy chẳng qua chỉ là đùa ngươi chút thôi liền gấp gáp rồi à? Xem ra sự kiên nhẫn của Lưu hội trưởng vẫn phải rèn rũa chút. Ta ra giá 130 tỷ. Cuối cùng cũng mắc câu rồi, đợi chính là câu nói này của anh. Tôi nói này Phương tiên sinh, đại hội thương mại không phải là trò trẻ con, không thể tùy tiện ra giá, nếu không là không giữ thể diện cho tập đoàn Oscar chúng tôi. Có gì thì trực tiếp nói đi. Lúc nãy thuộc hạ tôi điều tra nói tài sản của Lâm gia không quá 100 tỷ nhỉ. Vậy thì đã sao? Một người đàn ông bám váy phụ nữ cũng muốn chơi với tôi, anh xứng sao? Cái gì chỉ có 100 tỷ? Còn tưởng rằng hắn là tỷ phú hay gì đó, ai dè là một chú hề. Hắn à, chẳng qua là đoạn thời gian trước thần chủ là Tiêu đại nhân giúp đỡ hắn được chút nên tưởng mình là đại nhân vật gì đó. Phương tiên sinh, anh đã ra giá thì hãy lấy ra thứ có thể chứng minh tài sản của mình. Nếu không chính là đang trêu đùa chúng tôi cố ý phá hủy đại hội thương mại lần này. Tập đoàn Oscar tôi không tha cho anh đâu. Nhưng mà Lâm gia là đệ nhất thế gia của kinh đô, chút đỉnh tiền này chắc là trả nổi mà. Đúng không sai, đây là đại hội thương mại đâu và trò chơi trẻ con bảo hắn lấy tiền ra đây. Đến chút tiền này cũng lấy không ra sao, lại xứng ngồi vào bảo tọa của đệ nhất thế gia kinh đô. Phương Nguyên, cậu thấy chưa, bây giờ tất cả thế gia đều đứng lên công kích Lâm gia chúng ta, Lâm gia đã đi vào bước đường cùng, đây là điều cậu muốn sao? Muốn ngồi vào vị trí cao cũng phải có cái năng lực đó. Có những người không biết được vị trí của mình, cứ nhất quyết phải tranh với tôi khiến bản thân bước vào cảnh vạn kiếp bất phục mới biết mình vô dụng như thế nào. Lợi hại đúng là lợi hại, không hổ là tập đoàn Oscar, chỉ vài câu nói đã khơi ngòi lên tất cả mâu thuẫn của mọi người. Không sai, tư sản của Lâm gia không tới 100 tỷ. Anh thừa nhân thì tốt. Các vị đức không xứng với vị dựa vào chỗ dựa phía sau lưng mình liền ở đây phá hỏng đại hội thương mại, hắn căn bản không xứng ngồi ở đây. Càng không xứng để Lâm gia trở thành đệ nhất thế gia. Tôi kiến nghị chặt gãy chân người này vứt ra ngoài. Đợi đại hội thương mại được kết thúc chúng ta hẳn cầu thần chủ đại nhân định tội của hắn. Tôi đồng ý ý kiến của Lưu hội trưởng, để hắn cút ra ngoài, Lâm gia cút ra ngoài. Cút ra ngoài, cút ra ngoài. Phương Nguyên, phải làm thế nào đây? Lâm gia em không có tiền không phải còn có anh sao? Tôi đâu có nói tôi không có tiền. Phương Nguyên, anh đừng đùa nữa, đại hội thương mại hôm nay tài sản ít nhất cũng phải 100 tỷ, chút tiền đó của anh có tác dụng gì chứ? Phương Nguyên, anh không phải định nói thần chủ đại nhân cho anh một thân phận hơn tất cả chúng tôi, còn cho anh một sự giàu có không ai có thể sánh được sao? Giàu không ai sánh bằng. Vậy thì không hẳn, nhưng để dẫm một hội trưởng nhỏ nhoi như ngươi dưới chân thì vẫn được. Buồn cười. Đại Sơn hội ta thương nghiệp gần như chiếm cả một đại hạ. Đừng nói đến tài sản đã đến 1000 tỷ, cho dù chỉ tính sản nghiệp dưới tay còn có đất đai để lấy ra 5000 tỷ cũng không có vấn đề gì. Dẫm tôi ở dưới chân hôm nay tôi phải xem anh lấy cái gì dẫm tôi dưới chân. Dựa vào cái này. Cái này là cái gì? Ở trên này vừa không có dấu ấn của đại thương hội gì, cũng chẳng giống thẻ đen của một nhân vật lớn nào. Tôi đoán trong đó đến 100 tỷ cũng không có nhỉ. Muốn lấy thứ này đạp tôi ở dưới chân hôm nay anh ra ngoài không uống thuốc à? Phương Nguyên, lúc tôi vẫn chưa đến Đại Hạ Quốc tôi từng nghe qua chuyện của anh, vốn nghĩ rằng anh là một đối thủ có thực lực. Xem ra là tôi nhầm rồi, anh chính là một tên ngốc không có gì. Phương Nguyên, anh điên rồi sao, dựa vào một tấm thẻ này liền muốn đấu với hai vị đại nhân, bây giờ đến Lâm gia cũng bị liên lụy luôn rồi. Mấy người đến số tiền có trong tấm thẻ này cũng không điều tra liền muốn dồn tôi vào chỗ chết cũng chút thiếu kiên nhẫn quá rồi đấy. Được. Tôi hôm nay sẽ cho anh chết một cách rõ ràng. Tra cho tôi trong tấm thẻ này của hắn có bao nhiêu tiền. Tài sản 7000 tỷ. Ở trong đây vậy mà có số dư đến 7000 tỷ. Cô nói cái gì 7000 tỷ, Đạo Sơn hội tôi tư sản cũng không đến 5000 tỷ. Anh từ đâu ra có 7000 tỷ này? Phương Nguyên, anh rốt cuộc từ đâu có nhiều tiền như vậy? Đây là bất ngờ mà anh chuẩn bị cho em đủ để Lâm gia ngồi vào bảo tọa đệ nhất thế gia của kinh đô. Được rồi, anh có gì để mà đắc ý chứ? Lưu gia chúng tôi tùy ý bán một tư sản cũng có thể có 7000 tỷ. Lưu hội trưởng từ khi nào nghèo như vậy, phải đi đến mức phải bán tư sản vậy? Nếu Lưu quốc chủ mà đến có khi nào sẽ nói ngươi là nghịch tử nữa không? Bây giờ mấy người còn ai cảm thấy Lâm gia không xứng ngồi lên bảo tọa đệ nhất thế gia kinh đô nữa, cứ việc tiến lên phía trước một bước. Chỉ cần mấy người có thể lấy ra số tiền lớn hơn số tiền này tôi bây giờ liền để Lâm gia thoái vị. Bây giờ các người cảm thấy Lâm gia có tư cách tham gia đại hội thương mại chưa? Lý tổng, tôi chỉ là lo lắng đại hội thương mại xảy ra sai sót gì đó sao?
chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi mọi người tiếp tục nhé. Ngươi đúng là một người không biết nhục, nói mấy lời như vậy mặt cũng chẳng biến sắt. Đáng tiếc tôi bây giờ không muốn cứ như thế bỏ qua. Phương Nguyên, anh còn muốn làm gì? Lưu Thiên Quyền, hắn dám tra tài sản của ta, vậy ta cũng muốn tra tài sản của hắn. Xem hắn có tư cách ở đây cạnh tranh với ta không? Anh nói cái gì điều tra tôi? Đạo Sơn hội tôi là hiệp hội đứng đầu kinh đô, nhìn khắp đại hạ này có ai có thể so sánh với tôi? Tôi cần chứng minh tư sản của mình không? Sao rồi, sợ rồi à? Tôi sợ gì chứ? Sợ mọi người biết được cái được gọi là hội trưởng của đệ nhất hiệp hội kinh đô thực ra cũng chỉ là một thằng nghèo. Nhưng mà tôi cũng có thể hiểu được, dù sao với cái tính cách tiêu xài phung phí như ngươi 500 tỷ quả thật không đủ. Anh, Lưu hội trưởng bình tĩnh chút. Hắn chính là cố tình chọc giận anh. Phương Nguyên, thời gian của mọi người đều rất chân quý, đừng tốn thời gian của họ nữa. Mọi người tiếp tục đi. Điều tra tài sản của tôi là chuyện bắt buộc, điều tra tài sản của hắn liền thành lãng phí thời gian. Nếu đã như vậy còn tổ chức đại hội thương mại gì nữa chứ, tập đoàn Oscar mấy người trực tiếp đưa miếng đất Thanh Lâm Hải này cho hắn là được rồi. Phương Nguyên, anh muốn chỉnh tôi chứ gì? Được vậy, hôm nay tôi cho anh cha, cho anh cha cho đủ. Tiện thể cho mọi người biết Đạo Sơn hội chúng tôi thế lực phía sau rốt cuộc hùng mạnh như thế nào. Vậy sao, đáng tiếc sau ngày hôm nay Đạo Sơn hội không còn tồn tại nữa. Hội trưởng, không xong rồi, chuyện chúng ta tham ô bị Tiêu Quốc Sư phát hiện rồi. Bây giờ hiệp hội bị đóng cửa kiểm tra rồi, tất cả tài sản của hiệp hội đều bị đóng băng. Ngươi nói cái gì? Là anh làm đúng không? Anh như vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Lưu hội trưởng, ngươi đừng ngậm máu phun người nhé. Nếu như ngươi quang minh lỗi lạc thì làm sao bị Tiêu Quốc chủ điều tra ra việc tham ô đó chứ? Ngươi nói như vậy là cảm thấy Tiêu Quốc chủ làm việc không công bằng à? Phương Nguyên, mưu mô anh độc ác thật đó, đội cho tôi một cái mũ lớn như vậy. Hôm nay đại hội thương mại kết thúc, tôi sẽ bắt tay cùng với những người ở đây tố cáo anh với thần chủ đại nhân. Đợi đã. Anh muốn làm gì? Lúc nãy không phải nói tài sản tôi không đủ muốn đuổi tôi và Lâm gia ra ngoài sao? Theo những gì lúc nãy ngươi nói, người không đủ tài sản không xứng ngồi ở đây. Nếu đã vậy bây giờ tài sản của Đạo Sơn hội bị đóng băng, ngươi đến một đồng cũng không có, có tư cách gì ngồi cùng một chỗ với tôi. Phương Nguyên, anh đừng hiếp người quá đáng, cẩn thận tôi kéo theo người phụ nữ của anh cùng nhau chết. Phương Nguyên, hắn chính là một kẻ điên, chuyện gì cũng làm ra được, hay là chúng ta vẫn nên bỏ qua đi? Không phải anh muốn hắn chết, là hắn tự mình chạy đến trước mặt anh tìm chết, không trách anh được. Ngươi là tự mình cút hay là tôi tìm người giúp ngươi một tay? Vậy tôi chỉ có thể tự mình cực nhọc chút tiễn ngươi ra ngoài vậy. Đợi đã. Lưu hội trưởng, không phải không có tiền lúc trước anh ấy đầu tư cho tập đoàn Oscar của chúng tôi 500 tỷ đã nhận được. Lý Tổng, anh thân là người tổ chức của đại hội thương mại lần này lại ở trước mặt mọi người thiên vị Lưu Thiên Quyền, anh có phải quá đáng quá rồi không? Lời này nói sai rồi. Tôi và Sơn Đạo hội vốn dĩ là đối tác hợp tác nhiều năm, nhưng lần này không phải là giúp đỡ vì tư tình. Lưu hội trưởng lúc trước đầu tư cho tập đoàn Oscar của chúng tôi bây giờ đã nhận rồi. Phương Nguyên, anh không ngờ đến chứ gì, anh dùng hết mọi cách để diệt trừ hiệp hội tôi. Nhưng đáng tiếc tôi vẫn còn có trợ giúp. Đợi đến khi tôi có được miếng đất Thanh Lâm Hải của tập đoàn Oscar, tôi sẽ có tất cả tài lực. Đến lúc đó tôi sẽ nghỉ hết mọi cách trừ tên Lâm gia. Phương Nguyên, anh nhất định không thể để hắn có được miếng đất Thanh Lâm Hải này. Nhưng Lâm gia vẫn còn thiếu 100 tỷ mới đủ. Có những chuyện không nhất thiết phải giải quyết bằng tiền. Vậy sao? Phương Nguyên, anh vẫn còn đang ảo tưởng dẫm đạp tôi ở dưới chân à? Cũng quá khinh thường tập đoàn Oscar chúng tôi rồi đó. Ngươi là cái thá gì đủ để đại diện tập đoàn Oscar không? Dựa vào tôi chính là tổng tài tạm quyền của tập đoàn Oscar. Tôi có tất cả quyền hạn của tập đoàn, hơn nữa có thể liên thủ với ác thế lực của đại hạ phong sát anh, còn có Lâm gia. Những thứ này đủ chưa? Một tổng tài tạm quyền mà cũng có thể kiêu căng như vậy, hay là tôi gọi Oscar đến đây xem hắn có phải cũng nghĩ như vậy không? Phương Nguyên, tôi từ nãy đến giờ đều nhường anh một bước. Bây giờ anh dám nói ra những lời nhục mạ cựu tổng tài của tập đoàn chúng tôi. Anh là có ý gì? Cựu tổng tài sao? Tôi nhớ rằng Oscar hắn chưa chết, bây giờ ngươi thật sự tưởng rằng bản thân là người nắm quyền của tập đoàn Oscar rồi à? Có gì khác biệt đâu chứ. Tập đoàn Oscar dưới sự lãnh đạo của tôi càng ngày càng mạnh, thuộc hạ của Oscar bây giờ cũng đứng về phía tôi. Lần này chỉ cần Đạo Sơn hội mua được miếng Thanh Lâm Sơn này, liên thủ với tôi cùng nhau khai phá, tôi nói cho anh biết địa vị cũng tôi càng cao một bậc. Liền có thể trở thành người nắm quyền thật sự. Thì ra là vậy.
Tôi nói sao mấy người lại kiêu căng như vậy, đến Đại Hạ quốc tôi tổ chức đại hội thương mại. Lý huynh, đại hội thương mại ngày nay kết thúc hắn sẽ trở thành một tên nghèo không một xu dính túi, anh nói với hắn nhiều như thế làm gì chứ? Nhưng mà Phương Nguyên, tôi muốn anh mở mắt nhìn cho rõ tiền tài của anh là mất đi như thế nào, đến lúc đó chẳng còn gì trong tay. Ngươi cũng phải có cái bản lĩnh đó, hắn nói. Anh có ý gì? Ý của tôi là hắn không đấu thầu được miếng đất này. Mà ngươi ngày hôm nay cũng sẽ bị trục xuất khỏi tập đoàn Oscar. Tôi không nghe lầm đó chứ, trục xuất tôi khỏi tập đoàn Oscar. Phương Nguyên, anh ở Kinh Đô tự ý làm càng thì thôi đi, anh còn muốn cưỡi lên đầu của tôi. Ngược lại tôi muốn xem hôm nay anh là cách nào trục xuất tôi khỏi tập đoàn Oscar. Tập đoàn Oscar địa vị trên toàn thế giới đều không thể khinh thường, hơn nữa có quan hệ làm ăn mật thiết với Đại Hạ ta. Anh hôm nay đắc tội với bọn họ, anh biết đem lại cho Đại Hạ tổn thất lớn như thế nào không? Tôi nói cho anh biết, hôm nay thần chủ đến rồi cũng không bảo vệ được anh. Phương Nguyên, anh tuyệt đối không được manh động. Nếu thật sự là vậy, anh sẽ đắc tội đến lợi ích của tất cả thế gia ở Kinh Đô. Phương Nguyên, anh cần gì người khác bảo vệ, hơn nữa anh cũng nói rồi, hắn đại diện không nổi cho tập đoàn Oscar. Phương Nguyên, anh tự mình tìm chết thì đừng trách tôi. Các vị, hôm nay tôi có lòng bắt tay hữu nghị cùng mọi người cùng nhau phát tài. Nhưng người này không đặt tập đoàn Oscar chúng tôi vào mắt, nếu hôm nay không cho tôi một câu trả lời, chúng tôi nhường hết mọi hợp tác với Đại Hạ. Phương Nguyên, anh đừng ngông cuồng quá, anh đừng vì một mình anh mà tổn hại đến lợi ích của tất cả mọi người. Tôi đề nghị trói người này lại, đưa đến trước mặt thần chủ đại nhân trị tội. Đúng vậy, tôi đồng ý, Châu gia chúng tôi còn có mấy hạng mục hợp tác với tập đoàn Oscar, nếu hủy bỏ chúng tôi sẽ tổn thấy mấy chục tỷ. Đừng vì sự kiêu ngạo của thằng này mà tổn thất lợi ích của chúng ta. Bắt hắn lại. Người sắp đến rồi. Phương Nguyên, anh còn có gì muốn nói, nếu không có thì mau lên đường đi. Dừng tay. Oscar tiên sinh, sao ngài lại đến rồi? Nếu tôi còn không đến, anh có phải muốn chiếm luôn tập đoàn Oscar không? Lúc nãy anh nói muốn trị tội của anh. Chính là thằng nhóc này. Thằng nhóc này cuồng vọng tự đại, ỷ ở đằng sau có thần chủ đại nhân dám vu khống công ty của chúng ta. Vì vậy tôi mới... Thằng khốn nạn, tôi vẫn còn chưa chết, anh thật sự cho rằng bản thân là chủ nhân của tập đoàn Oscar. Xem ra Oscar ông ta vẫn chưa phát hiện những chuyện lúc trước mình làm ông ta tức giận như vậy, chỉ là cảm thấy đại hội lần này mình tổ chức chưa được tốt. Mình phải thể hiện thái độ của mình. Lưu hội trưởng tổng tài của tập đoàn Oscar của chúng tôi đã đến rồi. Anh vẫn còn không quản hắn sao? Lý huynh, anh yên tâm đi, tôi bây giờ sẽ ngay lập tức cho người đánh gãy chân hắn vứt vào ngục đợi thần chủ đại nhân định tội. Người đâu? Dừng tay. Tôi xem mấy người hôm nay ai dám ra tay. Uy phong của tập đoàn Oscar hôm nay thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt nha. Lợi hại lắm. Oscar tiên sinh, ngài có ý gì vậy? Ý gì à? Phương tiên sinh là khách quý của tập đoàn Oscar, là mấy người nói động liền có thể động à? Ngài nói cái gì? Oscar tham kiến Phương tiên sinh. Oscar tiên sinh, thân phận của ngài tôi quý như vậy mà lại cúi đầu xưng thần với hắn sao? Thân phận tôi quý của Phương tiên sinh đâu phải tôi có thể so sánh được. Hành vi lúc này của anh đúng là khiến tập đoàn bước vào đường chết, đến bây giờ vẫn chưa tự biết. Tập đoàn Oscar chúng ta tầm ảnh hưởng ở quốc tế cực kỳ lớn, hắn một tên lính quèn ở Bắc Biên có thể dồn chúng ta vào chỗ chết không chứ? Đúng vậy Oscar tiên sinh, chút nữa tôi giành được miếng đất Thanh Lâm Hải này, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hợp tác khai phá hạng mục này. Tài sản của chúng ta sẽ mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Mà tập đoàn Oscar của mấy người sẽ mạnh hơn một bước trên thương nghiệp. Đứng trên đỉnh cao của thương nghiệp chúng ta, tại sao phải sợ thằng nhóc này chứ? Anh mấy người? Phương tiên sinh, tôi biết tập đoàn Oscar chúng tôi đắc tội ngài là tội không thể tha. Chúng tôi nguyện đem Thanh Lâm Hải tặng cho ngài, chỉ cầu ngài giữ cho tập đoàn Oscar một con đường sống. Cái gì? Đó là một miếng đất vô giá đó, cứ như vậy cho Lâm gia chúng ta rồi à? Phương Nguyên, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Oscar tiên sinh, ông biết ông đang nói cái gì không? Giá trị của miếng đất Thanh Lâm Hải này một khi được khai thác sẽ là vô giá, ông cứ như vậy đem tặng cho thằng nhóc này à? Ông già rồi nên hồ đồ rồi à? Phương Nguyên, anh đê tiện thật đấy, chỉ vì muốn có được miếng đất mà mê hoặc Oscar tiên sinh. Để ông ấy dâng miếng đất này lên. Oscar, không phải là tôi không muốn tha cho ông mà là bọn họ cứ ép tôi phải làm vậy. Là tự ông mình dạy dỗ hay là tôi để giúp ông? Không phiền Phương tiên sinh phí tâm.
Lý Thành Anh tự mình quyết định tổn hại đến danh dự và tiền tài của công ty, tôi tuyên bố phế chức tổng tài thay quyền của anh, đồng thời sa thải khỏi công ty. Cái gì, mấy năm nay tôi ở công ty làm việc cực khổ như vậy, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Ông sa thải tôi khỏi tập đoàn Oscar. Tôi không cần biết anh có công lao gì, anh đắc tội Phương tiên sinh chính là tội chết không thể tha. Tôi phải thu hồi số tiền 100 tỷ mà lúc trước tôi cho anh mượn, đồng thời tất cả các hạng mục hợp tác của tập đoàn Oscar và Đạo Sơn hội hủy bỏ toàn bộ. Lão già bố tôi là một trong hai quốc sư của đại hạ, anh ấy sợ ông nhưng tôi không sợ ông đâu. Anh cứ việc gọi Lưu quốc sư đến xem hắn có quỳ xuống nhận sai với Lưu tiên sinh không. Ông! Lão già tôi nói cho ông biết, ở đây ông nói không tính. Nếu ông vẫn cứ cứng đầu bảo vệ thằng nhóc này, tôi không để ý tiễn ông lên đường đâu. To gan ngươi dám nói chuyện với tôi như vậy. Tôi thấy ông không chỉ liệt nửa thân dưới mà đầu óc cũng hồ đồ rồi. Ông thật sự cho rằng tôi ở Oscar nhiều năm như vậy không có trợ thủ sao? Làm gì vậy? Đừng cố gắng nữa. Mấy năm nay những thuộc hạ của ông ở tập đoàn Oscar đã bị tôi mua chuộc rồi, tôi mới thật sự là chủ nhân của tập đoàn. Tôi nói cho ông biết, nếu ông ngoan ngoãn ở trên xe lăn sống hết một đời còn lại, tôi có thể cân nhắc không giết ông. Nhưng nếu như bản thân ông tự tìm chết thì đừng trách tôi. Quả nhiên đúng như những gì Phương tiên sinh nói, đúng là lòng gan dạ sói. Đáng tiếc ông biết được quá muộn rồi. Động tay cho tôi giết chết ông, sau đó lấy luôn cái đầu của Phương Nguyên cho tôi. Ông không phải đã bị anh hạ độc liệt nửa thân rồi hay sao? Lý Thành, tôi chỉ là đề phòng, không ngờ tâm địa của anh lại độc ác như vậy. Đem một chất độc mãn tính hạ vào thức ăn của tôi, muốn độc chết tôi một cách chậm rãi. Cũng may Phương tiên sinh nhìn ra ý đồ đó của anh, nếu không hôm nay tôi thật sự đã chết trong tay cậu rồi. Không thể nào, tôi đã lên kế hoạch nhiều năm không thể nào thất bại được. Tôi nhất định sẽ còn cách, anh đừng có đấu tranh vô ích nữa. Mấy người mà bị anh mua chuộc ở tập đoàn Oscar hôm nay đi gặp thượng đế hết rồi. Phương tiên sinh giao người này cho tôi muốn đích thân xử lý hắn. Tùy ông, nhưng tôi muốn tặng ông một câu, diệt cỏ phải diệt tận gốc, đừng để hậu hoạn cho mình. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Oscar tiên sinh, tôi biết sai rồi, ông cho tôi thêm một cơ hội. Tôi chỉ là nhất thời manh động. Ông nể tình tôi tận sức tận tụy với công ty nhiều năm như vậy, tha cho tôi một lần đi. Anh sai rồi, anh không nên nhất là đắc tội với Phương tiên sinh. Kiếp sau nhớ chú ý chút nhé. Ức người quá đáng. Tôi cũng đưa ông đi. Phương tiên sinh, người này đã bị tôi xử lý, ngài có hài lòng không? Tôi đã lấy được Thâm Lâm Hải Lâm gia của ngày hôm nay đã danh xứng với thực. Cái vị trí kinh đô đệ nhất thế gia này mấy người còn ý kiến gì không? Nói đi chứ, mấy người đều điếc rồi à? Đương nhiên Lâm gia xứng đáng lắm. Có sự ủng hộ của Oscar tiên sinh, Lâm gia nhất định sẽ trở thành thế lực mạnh nhất kinh đô. Tôi ủng hộ. Lâm gia thật sự đã có được Thanh Lâm Hải, đây là bảo vậy mà nhiều gia tộc ở kinh đô đều hằng mong ước. Mẹ là thật đó. Nếu không phải nhờ có Phương Nguyên, miếng đất đó sao lại có thể đến tay chúng ta? Vân Nhu, chỉ cần em vui cho dù là sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống tặng cho em. Vậy sao vậy, anh đi theo em. Vân Nhu. Nói đi, rốt cuộc còn che giấu em những việc gì nữa? Vân Nhu, em nói gì vậy, sao anh lại nghe không hiểu chứ? Còn giả vờ à? Trước là Tiêu Quốc Sư và Tề Linh, sau lại là Oscar, đây đều là những nhân vật đứng đầu thế giới đó. Bọn họ đều dốc hết sức mình giúp anh, còn nói với em là không che giấu em gì à? Nếu hôm nay anh còn không nói thật với em, anh đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này. Không ngờ rằng vẫn bị cô ấy đoán trúng, đúng là giác quan thứ 6 của phụ nữ khủng bố thật. Được thôi, anh chính là... Cái gì, ngươi nói cái gì, bây giờ ta qua đó liền. Vân Nhu, bây giờ anh có việc gấp phải xử lý. Những chuyện em muốn biết chỉ cần anh có thời gian nhất định sẽ nói cho em biết.
Nói đi, chuyện gì vậy? Thần chủ bọn giặc ở biên cương đột nhiên phản công Bắc Thiết quân ta, tử vong vô số. Là thuộc hạ chỉ huy thất trách, xin thần chủ xử lý thuộc hạ theo quân pháp. Đứng dậy. Sự việc đã phát sinh, ta cần mạng ngươi để làm gì? Muốn chết ngươi cũng phải chết ở trên chiến trường. Vâng. Trận đánh lần trước ta rõ ràng đã đánh cho bọn chúng tổn hại nặng nề, sao lại có thể hồi phục nhanh đến như vậy, còn có thể phản công? Khởi bẩm thần chủ, chúng ta đã nói rõ là sẽ ký kết hiệp định ngừng chiến, nhưng bọn họ lại đột nhiên hối hận, tấn công quân trai ngay trong đêm. Hơn nữa tránh được hết tất cả kinh gác của chúng ta, giống như là biết bố trí của chúng ta vậy. Thần chủ, bố trí của Bắc Thiết quân là bí mật, chỉ có những người cấp cao ở đại hạ mới biết. Thuộc hạ hoài nghi. Mấy loại lời nói làm loạn lòng quân như này không cần phải nói nữa. Vâng, là thuộc hạ lỡ lời. Mấy người nói cũng có đạo lý, như vậy đi, mấy người trước tiên điều tra trong âm thầm trước. Tối nay ta sẽ quay về Bắc vực, chỉ cần lấy được đầu của chỉ huy của bọn chúng, bọn họ tự nhiên sẽ không cần phiền phức như vậy. Ta đến rồi. Ngươi là ma quân của tứ đại ma thần, là kẻ cầm đầu xâm phạm đại hạ ta. Không sai. Bắc vực thần chủ, mặc dù chúng ta đã giao đấu nhiều lần, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ. Xâm phạm đại hạ bây giờ còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi đúng là to gan thật đấy. Nhưng mà như vậy cũng tốt, đỡ tốn công ta đi tìm ngươi. Bắn vực thần chủ danh bất hư truyền, quả nhiên võ lực vô song. Nhưng mà tôi thấy hôm nay anh giết không được tôi. Vậy sao vậy, ngươi có thể thử xem. Phương Nguyên, cứu em, cứu em. Đây là giọng của Vân Nhu, ngươi làm gì cô ấy rồi? Phu nhân bây giờ đang làm khách ở chỗ tôi, nếu như anh không bỏ tay ra tôi không chắc cô ấy sẽ gặp chuyện gì. Nói đi, ngươi muốn như thế nào? Hay lắm, vậy tôi có gì nói nấy vậy. Tôi muốn Bắc vực, chỉ cần anh có thể giao Bắc vực cho tôi đảm bảo anh và phu nhân có thể đoàn tụ. Đừng có mơ mộng hảo quyền nữa. Vậy sao, xem ra vị trí của phu nhân trong lòng anh cũng chẳng cao lắm nhỉ? Không vội, 3 ngày sau. Tôi mở cửa mời anh đến làm khách, nếu như anh không đến tôi chỉ có thể để thuộc hạ của tôi hưởng thực thân thể ngọc ngà của phu nhân vậy. Nếu dám động vào một cọng tóc của cô ấy, ta chắc chắn sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục. Vậy sao? Vậy chúng ta cứ chờ đó mà xem. Mấy người về Bắc vực trước an định lòng quân. 3 ngày sau ta tự mình đến chỗ của tên quỷ quân này. Thần chủ, tên quỷ quân này nhiều mưu kế, chắc chắn hắn đã bố trí không ít bẫy, chỉ đợi ngài nhảy vào. Lần này đến đó lành ít giữ nhiều, ngày là người bảo vệ của Bắc vực, chuyện này tuyệt đối không thể. Đúng vậy, theo thuộc hạ thấy ngài vẫn nên đích thần về Bắc vực chủ trì đại cục, cứ để chúng thần ở lại cứu Lâm tiểu thư. Chuyện này liên quan đến an nguy của Vân Nhu, ta phải đích thân đi. Còn với Bắc vực, ta nghĩ ra một cách. Thần chủ tài mạo song toàn, chúng thần tự nhục không bằng. Chúng thần đi làm ngay, đi đi. Bố bố. Hốt hốt hoảng hoảng, còn ra thể thống gì nữa. Bố bố căn bản không tưởng tượng được thế lực phía sau Phương Nguyên rốt cuộc mạnh như thế nào. Hắn vậy mà khiến Tiêu Quốc Sư phong tỏa đạo sơn hội của con, đóng băng toàn bộ tài sản của con, e là bước tiếp theo sẽ ra tay với bố. Bố bố, chúng ta chạy đi bố. Con trai, chúng ta không những không cần chạy mà 3 ngày sau chúng ta sẽ đứng ở đỉnh cao của Đại Hạ Quốc. Vũ Văn Hoàng, một tên ma đầu giết người không cần thấy mặt tử địch của Đại Hạ. Ngày sau lại ở đây vậy, con trai không cần sợ, ngài ấy là bạn của bố, mọi chuyện đã làm như thế nào rồi? Không ngoài dự liệu, 3 ngày sau đại kế sẽ thành. Con trai, bố từng hứa với con sẽ để con trở thành người đàn ông đáng giá nhất Đại Hạ, dẫm Phương Nguyên ở dưới chân. Bây giờ cơ hội đến rồi, xem bản thân con nó. Được được, con nghe theo bố. Vân Nhu yên tâm, anh nhất định sẽ cứu được em. Những người muốn hại em anh sẽ không tha cho bất kỳ ai. Đây là thiếu gia của Phương gia hay sao? Sao lại lưu lạc đến bước đường này rồi? Lưu Thiên Quyền lúc trước để người chạy thoát khỏi yến hội, bây giờ vẫn còn dám xuất hiện ở trước mặt ta à? Là chê bản thân sống lâu quá rồi à?
Ở đây kiêu căng gì chứ, anh không phải là ỷ bản thân mình có bối cảnh lớn, không có những bối cảnh đó anh chả là cái thá gì cả. Lúc đầu anh hủy tất cả mọi thứ của ta, hôm nay ta phải hủy đi tất cả mọi thứ của anh. Những gì bây giờ tôi có đều là dựa vào chính bản thân tôi. Bây giờ ngươi nói ta hủy đi tất cả của ngươi đó là vì ngươi tự thân chuốc lấy. Dựa vào bản thân anh xứng không? Hôm nay anh đến không phải là muốn cứu Vân Như sao? Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh không những không cứu được cô ấy mà tôi còn phải để cho anh thấy tôi hành hạ cô ấy đến chết như thế nào. Ngươi làm sao biết được ta đến cứu cô ấy? Nói ngươi có quan hệ gì với Vũ Văn Hoàng? Đến khi nào anh xuống địa ngục anh tất nhiên sẽ biết có quan hệ gì. Tìm chết! Cút ra! Ta giết hắn còn không đến lượt ngươi cản. Xem khẩu khí của anh là không quan tâm an nguy của Lâm tiểu thư nhỉ? Ngươi! Ngươi tốt nhất bảo đảm cô ấy bình an vô sự, nếu không mấy người ai cũng đừng hòng sống sót rời khỏi kinh đô. Vậy thì phải xem thành ý của anh. Vân Nhu đâu, cô ấy ở đâu? Anh nên rõ bây giờ là anh cầu chúng tôi, đây là thái độ cầu xin của anh à? Muốn gặp Vân Nhu à, quỳ xuống cầu xin tôi đi. Ta đang nói chuyện với chủ tử của ngươi, từ khi nào đến lượt một con chó như ngươi chen vào? Phương Nguyên mẹ nó, tao giết mày. Người của ngươi đang ở trong tay ta, nếu ta còn không nhìn thấy Vân Nhu thì ta sẽ giết con chó thích cắn người này trước. Quỷ quân đại nhân cứu tôi. Đem cô ta vào đây. Phương Nguyên. Vân Nhu. Người. Anh đừng có mang động, nếu không cô ta sợ rằng đến miếng thịt cũng không còn. Mấy người là đến để báo thù cho Đạo Sơn hội sao? Tôi chấp nhận gánh vác hết mọi hậu quả. Tôi với Phương Nguyên chỉ là người bình thường, tôi cầu xin mấy người tha cho tôi và Phương Nguyên. Cô nói người thống lĩnh mấy vạn quân Bắc Thiết quân thần chủ Bắc vực là một người bình thường à? Đây không phải trò cười của thiên hạ sao? Cái gì? Anh là thần chủ của Bắc vực. Bảo sao Tề Linh và Tiêu Quốc Sư đều không hề do dự mà giúp anh? Anh sao anh lại không nói cho em biết chứ? Anh vốn dĩ muốn đợi mọi chuyện ổn định rồi hãng nói cho em biết, chính là sợ em bị liên lụy, nhưng không ngờ rằng. Phương Nguyên, anh và em là phu thê, có chuyện gì phải cùng nhau đối mặt? Anh làm như vậy không phải là xem em là người ngoài rồi sao? Anh chỉ là... Đủ rồi, Phương Nguyên, đồ anh cần tôi đã đem đến cho anh rồi. Đồ tôi cần anh cũng nên đưa cho tôi rồi đúng không? Ngươi cần thứ gì? Bớt ở đây biết rõ mà còn hỏi, thứ tôi cần chính là anh giao Bắc vực lại cho tôi. Cái gì? Bắc vực là nơi đóng quân chủ chốt của đại hạ, vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Nếu như anh đem nói dâng cho bọn họ, anh xem trở thành tội nhân thiên cổ của đại hạ quốc. Anh tuyệt đối không thể đồng ý với bọn họ. Cô chẳng qua chỉ là một con cờ dùng để giao dịch, ở đây làm gì có chỗ cho cô nói. Nếu ngươi còn dám động tay với cô ấy, hôm nay cho dù là ta chết cũng khiến tất cả các ngươi cùng bồi táng. Vậy phải xem bản thân anh rồi. Vẫn cần một chút thời gian, phải kéo dài thêm chút nữa. Chuyện đến nước này ông cũng đừng trốn nữa Lưu Quốc Chủ. Xem ra cậu sớm đã biết những chuyện này là tôi sắp xếp rồi. Lúc đầu ta cũng chỉ là hoài nghi liên tục, đến lúc biết được tin bản đồ của Thiết Bắc Quân bị tiết lộ tôi mới chắc chắn đó là ông. Dù sao biết được mật tin này trừ ta ra cũng chỉ có hai đại quốc sư biết được tin tức này. Không sai, những gì cậu trải qua sau khi về kinh thành đều là tôi sắp xếp đấy. Vốn dĩ tôi muốn bọn chúng xử lý cậu ở tại kinh thành nhưng đám ngu ngốc này không làm được. Không còn cách nào khác, tôi chỉ thể tự mình ra tay. Quả nhiên từ rất lâu về trước tôi đã nhìn thấy dã tâm của ông, cử thuộc hạ liên tục theo dõi ông. Không ngờ rằng vẫn bị ông qua mặt. Cậu sớm đã biết những thứ này không đúng rồi đúng không? Đáng tiếc những người thông minh thường không sống lâu. Tại sao chứ, ông đã là một trong hai đại quốc chủ của đại hạ, ở đại hạ có thể nói là dưới một người trên vạn người, sao lại phải làm ra loại chuyện này nữa chứ? Ông khiến tôi thất vọng quá rồi. Tại sao ư? Bởi vì tôi không muốn ở dưới một người. Lưu quốc sư, tôi vì đại hạ cực khổ phấn đấu làm ra chuyện như vậy mà chỉ là quốc sư. Còn anh chỉ là nắm quyền của mấy vạn quân đã ngồi lên bảo vị đại hạ, tôi không phục. Tôi muốn giết chết anh, sau đó đạp lên thi thể của anh ngồi lên bảo vị của đại hạ.
muốn ngồi vào vị trí của ta. Thiết Bắc Quân là một tay ta tạo ra và lãnh đạo, ngươi cho rằng bọn họ sẽ phụ ông sao? Vậy nếu như tôi là anh hùng giết chết phản giặc bán nước thì sao? Lời này của ông có ý gì? Lẽ nào? Không sai, tôi và Lưu Quốc Sư đã ký hiệp định, chỉ cần giúp ông ấy ngồi lên bảo tọa đại hạ, ông ấy sẽ giao Bắc vực cho ta. Cái đồ khốn nạn, ngươi vậy mà vì mấy danh lợi hư ảo này mà làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Lưu Quốc Sư, ông chính là tội nhân của đại hạ. Tôi không, tôi không phải, anh mới phải. Từ ngày hôm nay đại hạ sẽ truyền ra tin tức thần chủ Bắc vực Phương Nguyên thông địch bán quốc dân Bắc vực lên cho kẻ giặc. Mà tôi chính là người sẽ giết chết anh, trở thành anh hùng người người ngưỡng mộ. Đường đường là thần chủ Bắc vực lại trở thành phản giặc bán nước, đúng là thú vị. Lời nói dối mà mấy người tạo ra nhất định sẽ có người phát hiện, khiến mấy người phải trả giá. Chân tướng là gì chứ, chỉ có lời thánh thượng nói mới là chân tướng. Ta phải giết chết ngươi, chặt ngươi thành trăm mảnh mới có thể thỏa được cơn giận của ta. Giết tôi ở đây à? Anh nghĩ rằng anh vẫn còn là thần chủ Bắc vực à? Chỉ cần người phụ nữ này còn trong tay tôi, anh chính là một con chó chết không có răng. Tôi kêu anh quỳ, anh liền không thể đứng. Được rồi, chơi cũng được rồi, nên làm chính sự rồi. Thời gian còn lại của anh không nhiều nữa đâu. Là dâng Bắc vực lên cho tôi hay là trơ mắt nhìn nữ nhân của mình chết trước mặt mình? Là lựa chọn của anh. Phương Nguyên, anh đừng quan tâm em, đừng vì em mà trở thành tội nhân của đại hạ. Mẹ nó, đừng phí lời, có tin bây giờ tôi giết cô không? Giết tôi được thôi, vậy anh ra tay đi, mau giết chết tôi. Có phải là không dám, không còn chần chờ gì nữa, động tay đi. Muốn chọc tức tôi để hắn hết bị uy hiếp à? Tôi nói cho cô biết không đơn giản như vậy đâu. Tôi phải để cho huynh đệ của tôi chơi cô hết một lượt, sau đó vứt cô ra nước ngoài lưu lạc suốt đời. Phương Nguyên, đây là cơ hội cuối cùng của anh, nếu anh còn không ký tôi sẽ gạch lên mặt cô ta vài nhát. Thật không ngờ nha, vậy mà vị thần chủ Bắc vực lúc trước đánh cho chúng tôi tan nhà nát cửa lại có một bộ mặt đáng thương thảm hại như vậy. Cho dù tôi đưa Bắc vực cho ngươi, ngươi lại làm sao có thể chống lại năm tộc còn lại? Đương nhiên là tộc Vũ Văn tôi một mình chiếm lĩnh, tại sao phải chia cho người khác chứ? Bọn họ đều là đồng minh của ngươi, ngươi làm như vậy không sợ người khác hận thù sao? Bọn họ chẳng qua là bàn đạp giúp ta đại chiếm Bắc vực mà thôi, dựa vào bọn họ cũng dám chia chiến lợi phẩm với ta. Đợi chính là câu nói này của ngươi. Anh có ý gì? Ý của tôi chính là tôi sẽ không ký. Tưởng chúng tôi là tên ngốc đúng không? Anh muốn nhìn nữ nhân của mình chết trước mặt mình đúng không? Ta thân là thần chủ Bắc vực, gì không vì bất cứ chuyện gì mà làm ra chuyện bất lợi với Bắc vực. Nhưng có một chuyện ngươi nói đúng rồi, ta quả thật xem mấy người là đồ ngốc. Làm tốt lắm Phương Nguyên, đây mới là Bắc chủ thần vực được mọi người kính trọng. Tôi bây giờ sẽ giết chết cô. Mấy lần trước đều để ngươi chạy, lần này đừng hòng trốn thoát. Quyền Nhi. Cậu giết chết con trai của tôi phải bắt cậu đền mạng. Vũ Văn Hoàng giết chết người phụ nữ của hắn, giết chết cô ta. Phương Nguyên, tôi cho anh cơ hội cuối cùng là dâng Bắc vực cho tôi hay là giết chết người phụ nữ của anh. Tôi không làm bất cứ giao dịch nào với ngoại tặc. Được, là tự anh chọn đấy. Vậy anh cứ dơ mắt nhìn người phụ nữ của mình chết ở trước mặt mình, đem theo cái tội danh đó sống cả đời đi. Xin lỗi Phương Nguyên, có thể trở thành vợ của anh em rất vui, nếu có kiếp sau em vẫn muốn làm vợ của anh. Xem ra đã kịp lúc rồi.
em không chết. Tốt quá rồi Phương Nguyên, em còn tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa. Sao có thể, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, ai cũng đừng hòng tách chúng ta ra. Sao có thể, tại sao lại không nổ chứ? Ông thật sự nghĩ rằng tôi không để đường lui cho bản thân mình. Nói nhiều lời với mấy người như vậy cũng chính là để thuộc hạ của ta có thời gian phá giải bom này. Phương Nguyên dám làm ra loại thủ đoạn này, anh thật sự là quá đê tiện rồi. Đê tiện so với thủ đoạn của mấy người chút chuyện của tôi không tính là đê tiện. Bây giờ Vân Nhu đã an toàn, nợ của mấy ngươi cũng nên tính toán rồi. Phương Nguyên, cậu đừng vui mừng quá sớm. Bây giờ người không ở Bắc vực, Bắc Thiết Quân như rắn mất đầu, người của ta e rằng đã sớm chiếm đóng Bắc vực rồi. E là phải khiến ngươi thất vọng rồi, quân của ngươi e là đã bị quân của ta giết sạch rồi. Quỷ quân không ổn rồi, không biết vì sao quân đồng minh của chúng ta đột nhiên phản bội, quân của chúng ta bị họ tập kích đã bị tiêu diệt hết rồi. Đều là chiêu trò mà ngươi làm, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Tôi chỉ là đem lời của ngươi truyền lại cho đồng minh của ngươi mà thôi. Ngươi nghĩ xem, một người có thể cùng khổ nhưng không thể chia sẻ niềm vui, bọn họ sẽ còn nghe ngươi nữa không? Không ngờ lại là cậu nhiều lần hủy đi đại sự của ta. Cũng tốt, chúng ta cũng đã tranh đấu nhiều năm như vậy rồi, cũng nên có kết thúc rồi. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta chết. Phương Nguyên, anh còn ngơ ra đó làm gì, mau đuổi theo hắn. Hắn là tử địch của đại hạ, không thể để hắn chạy. Yên tâm đi, hắn chạy không thoát. Khởi bẩm thần chủ, thuộc hạ của Lưu Quốc Sư đã bị thuộc hạ diệt trừ, đại quân của quỷ quân cũng đã bị bao vây, hắn chạy không thoát đâu ạ. Được, ngươi đưa Vân Nhu về nhà trước. Vâng. Phương Nguyên, anh nhất định phải cẩn thận, em đợi anh về nhà. Tất cả những thứ này cũng nên kết thúc rồi. Đừng chạy nữa, ngươi đã hết đường để đi rồi. Phương Nguyên, nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Người biết hối hận có thể tha nhưng người như ông không thể sống. Mọi chuyện đều là ông tự chuốc lấy. Nể mặt chúng ta là đối thủ nhiều năm như vậy, tôi có thể cho ông một cái chết nhẹ nhàng chút, giữ một cái xác toàn vẹn cho ngươi. Thần chủ đại nhân, anh tha cho tôi một mạng đi. Là tôi không biết lượng sức, không nên thách thức sự nhẫn nại của anh, tôi có thể làm việc cho anh. Tôi biết được tất cả bản đồ đóng quân của Bắc Địa, tôi có thể dẫn đường cho anh xâm chiến Bắc Địa. Vũ Văn Hoàng, ngươi vì muốn sống mà giống như chó quỳ xuống trước mặt người khác, ông đúng là khiến tôi thất vậy. Thần chủ đại nhân, ngài sai rồi, tôi không phải là chó của người khác, tôi là chó của ngài. To còn có thể liếm giày cho ngài. Một người vì để sống có thể phản bội người của chính mình, không xứng làm việc cho tôi. Ngươi yên tâm lên đường đi. Không không, đừng mà. Từ ngày hôm nay đời này sẽ không còn quỷ quân trên đời này nữa. Đáng ghét. Đường đường Bắc chủ thần vực sao còn chiếm lợi của tiểu dân nữ chứ? Một tháng trước anh đã giao hết tất cả thế lực của Bắc vực đưa cho Tề Linh xử lý. Bây giờ anh đâu phải thần chủ gì chứ, chỉ là chồng của em mà thôi. Đúng là cái đồ dẻo miệng. Em thấy anh chính là rảnh quá rồi, sau này có con không có rảnh như vậy nữa đâu. Tại sao lại phải đợi sau này chứ, chúng ta bây giờ liền tạo ra một đứa. Thần chủ, không xong rồi. Tề Linh bất ngờ bị tập kích, 5.000 tướng sĩ của Bắc Thiết Quân bị thương. Ngươi nói cái gì? Bắc vực có Tề Linh là người lãnh đạo, hơn nữa Bắc Thiết Quân đâu dễ bị đánh bại như vậy, sao có thể như vậy chứ? Lẽ nào thế lực liên minh của 6 nước quay lại rồi à? Không người hay còn khủng bố hơn liên minh 6 nước, bọn họ tàn ác hung hãn đi đến đâu là ta nhà nát cửa đến đó, không biết đã có bao nhiêu người chết dưới tay bọn họ.
Tề Linh chính là bị bọn họ đả thương, bây giờ sinh mệnh nguy hiểm. Thuộc hạ khẩn cầu thần chủ xuất sơn cứu đại hạ, cứu Bắc Thiết quân khỏi tình cảnh hiểm nghèo này. Đi đi, nam nhân nên lấy đại cục làm trọng, em chính là thích một người đàn ông như vậy. Nói với thế giới, Phương Nguyên quay lại rồi.